Em đi ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nha các bác nhà mình ơi. Ngày buổi hồi đầu tuần ngày hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều những siêu phẩm, những mẫu xe mới về nhá. Một đầu tuần làm việc năng lượng hiệu quả thì em Hương chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc, một tuần làm việc thật là hiệu quả và năng lượng ạ. Bác nào đang quan tâm về mẫu xe nào thì có thể ghé lại một chút thời gian của mình để xem hết buổi báo giá ngày hôm nay của em được không ạ? Chào Hoàng Hải nhá. Số hotline em Hương sẽ ghim trực tiếp vào đây ạ. Số hotline em Hương ghim trực tiếp vào đây rồi. 0354602790. Các bác nhà mình đang quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Ngày hôm nay thì em full tiền. Vừa rồi mới cho xe lên nồng xong hai chiếc xe vào khu vực miền trong. Đó chính là một chiếc xe Nacity CDX biển 73 nước sơn màu đen đẹp. Chiếc xe em mua về từ Quảng Bình về. Thì hôm nay đã làm dâu Đắk Lắk rồi, thành phố Đắk Lắk ngay cái cầu gì Đắk Lắk đấy, tên nó hơi khó gọi một chút. Và một chiếc xe Innova cũng dừng giao dịch về làm dâu Bình Dương rồi các bác nhé. Chào bác Hoàng Mai, chào bác Hoàng Hải nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Rất là nhiều mẫu xe các bác ơi, thật sự rất là nhiều. Hôm nay em còn về thêm một siêu phẩm Galaxy số tự động màu vàng, rất là đẹp luôn. Galaxy này, Galaxy em về thêm hai cánh cửa này, 4 chỗ ngồi hơn 400, cực kỳ đẹp luôn. Chào anh Huỳnh Mai Vân này. Thả tim, thả like nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe nhá. Chia sẻ giúp em nào. À, hôm nay em vừa rồi em cũng mới phun tiền thêm một chiếc xe Lacetti CDX về làm dâu cho một Nam Định rồi. Một chị gái ở bên Nam Định xem tình cờ thôi. Tình cờ xem được một buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương. Rồi nhắn tin hai chị em nói chuyện, phong cách làm việc của em Hương rất là hợp với chị. Nên là chị gái ở bên Nam Định đã sang ủng hộ em Hương một chiếc xe Lacetti CDX số tự động đời 2010 nhá, bản full có ga tay tự động và hai chế độ và có cả ghế múi này. Chào bác Thơm Lê, chào anh Giai Hùng Lý này, chào bác Tuyên Quang này, chào bác Phạm Văn Khoa này. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn. Em chỉ xin đúng 1 phút nữa thôi. Đã em đi báo giá này, vừa rồi em phải bán giao xe hai chiếc xe, một chiếc xe cờ đuôi, một chiếc xe CDX về làm dâu Đắk Lắk, một chiếc xe Innova thì lại về làm dâu Bình Dương. Đây là vừa rồi em có bàn giao xe các bác nhé. Tháng này của em Lê Hương đã vượt ngưỡng 100 đầu xe rồi. Hiện tại CDX này, Kia Carnet này, và sáng nay phun tiền thêm một chiếc xe Eco màu đỏ và Ford Fiesta. Là tức là tháng này em Hương đã vượt ngưỡng hơn 100 xe về phục vụ bà con rồi. Tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc luôn, ba miền luôn, Bắc Trung Nam, Cần Thơ, Cà Mau, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, tất cả các bác nhà mình đều ủng hộ em Hương ạ. Cảm ơn các bác nhà mình quan tâm ủng hộ em rất là nhiều nhờ những lượt chia sẻ, những lượt like nên là hơn 100 đầu xe tại bên em Hương đã phục vụ bà con rồi. Rất mong rằng ngày 31 tháng 10 rồi, hết tháng rồi, chốt trên 100 đầu xe phục vụ nhân dân. Em mong rằng các bác ơi hãy thả tim, thả like, chia sẻ giúp em để tháng sau em Hương có thể hơn nữa được không ạ? Có thể vượt hơn nữa được không? Vì rất là nhiều mẫu xe nhá. Em Hương xin phép được quay sang con sau đi báo giá đây. Đừng tiếc những lượt like, những lượt tim chia sẻ cho em nào. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao em về nhiều này. Innova xe gia đình chuẩn chỉ nhiều này. Em còn về thêm i10. À, hôm nay em còn thêm về thêm một chiếc xe, về thêm một chiếc xe cờ rui màu vàng gold, xe đẳng cấp luôn, nước sơn màu vàng gold rất là đẹp luôn nhá. Chào anh Phan Quyết, chào anh Mạnh Sáng, chào bác Trần Bích Phượng nào. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Anh hello em Phương Trần, ok em cảm ơn anh Giai Hà Tùng nhá, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nhá. Đâu rồi Chevrolet cờ đuôi màu vàng gold của em, đâu rồi niềm tự hào của em Lê Hương, các bác hãy đánh đi đâu rồi. Rồi ok, một chút nữa em sẽ đây rồi. Chevrolet cờ đuôi, ôi đẳng, xe của chủ tịch các bác nhá, xe đẳng cấp của chủ tịch luôn. Chào bác Phong Hà, chào bác Ngọc An Trần, chào anh Đình Hương này. Siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi đời 2016, máy số zin biển thủ đô Hà Nội, form mới, máy zin, ôi số sàn các bác nhá. Bác nào không thích tự động, vì sao? Vì tự động hơi yếu đuối một chút. Nhiều bác rất là thích đi số sàn vì em nó khỏe này, chân tay luôn tục, nhìn rất, đi rất là phê luôn đúng không ạ? Chevrolet cờ đuôi đời 2016 form mới này, em đang chào bán với giá là
135 triệu các bác nhìn này. Trời Hải Dương đang lắng không một gợn mây đen này các bác nhìn này, nước sơn của nó là màu vàng gôn. Nhìn cực kỳ sang trọng luôn, biển thủ đô Hà Nội form mới nhá. Em đang chào bán chiếc xe Chevrolet Cruze này với giá là bao nhiêu ạ? 335 triệu, zin đẹp toàn xe luôn. Hôm trước là em nó chưa có màn hình đâu. Chưa có màn hình, mua của bác chủ tịch này. Anh bỏ nhà, anh TV to 8-9-10 anh ấy không xem. Xem gì cái màn hình bé. Nên là em Lê Hương sẽ lên màn hình rồi nhá. Lên màn hình rồi. Chevrolet Cruze đời 2016, số sàn động cơ trang bị 1.6, zin đẹp toàn xe, màu vàng gôn. Em Lê Hương đang chào bán là 335 triệu. Nếu mà nói về dòng Cruze thì từ trước đến giờ chưa một lần nào em mua được chiếc xe của bác chủ tịch đẹp như vậy ạ. Tài chính của em dưới 1 tỷ, cụ thể là 99 triệu, có mua được xe tự động nào không? À, ông Ngọc Quốc Huy nhá, tài chính dưới 1 tỷ mà đặc biệt là chính xác là 99 triệu thì em có số sàn sẽ hợp lý hơn nhá. Số sàn sờ bắc cũng chỉ có 80 này, 85 này, hoặc còn một con sờ bắc nữa đời cao hơn một chút cũng chỉ có 110 triệu thôi. Có sờ bắc nhá, Y10 hay sờ bắc và Morning không? Em có luôn bác Ngọc Trần ơi, đợi em một chút nào. Em lên siêu phẩm Chevrolet Cruze này đã này. Cruze 2016 form mới, xe gia đình. Xe gia đình chủ tịch, không phải là xe các bác đi dịch vụ gì đâu ạ. Xe gia đình chủ tịch luôn. 335 triệu bao hồ sơ. Em Hương lên cho các bác màn hình rồi này. Lên cam lùi rồi. À màn hình biết cả cam này. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Các bác về không cần phải làm lại nữa đâu. Nên là các bác cứ thế là chạy thôi nhá. 335 triệu bao hồ sơ. Nước sơn màu vàng gôn. Che vào đét cờ đuôi đây ạ. Thật sự quá là đẹp luôn ạ. Cờ đuôi này, CDX này, sờ bắc mô linh tầm tiền 250 triệu quay đầu em rất là nhiều luôn. Có xe nào dưới 100 không em có luôn, giữ máy giúp em nhá. Gió to quá mà tay cầm ô bay cầm người đi, khả năng em phải cục ô vào. Lắng một chút cũng được nhưng phải cục ô vào. Ok anh ơi, đây ạ. Rất là lắng luôn nhưng mà gió to quá này phải cục ô vào rồi. Ví dụ như một chiếc xe Kia Morning này với la răng hoa mai thể thao mới nhá, 130 triệu, ok chưa ạ? Kia Morning giá chỉ có 130 triệu thôi. Đời 2011, số sàn bản nhập. Các bác ơi đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Anh Ngọc, An Trần ơi, anh Linh Vũ, anh trai họ trưởng, trưởng họ ơi, đẩy view lên cho em nào. Có con nào dưới 100 ok, đợi em một chút này, 100 có luôn nhá, đang ở trong nhà. Em đang đứng bên ngoài một chút em quay luôn này. À, bà chủ bán cho con xe đi ship chuột. Ôi trời ơi, bà chủ chuyên cung cấp chuột đây rồi. Đi ship chuột đây, 130 triệu, xe đẹp không tìm ra lỗi. Ship chuột nhưng không thể bắt được chuột trong xe này. 130 triệu có Kia Morning bản nhập đời 2011. Động cơ trang bị là 1.0. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, xe gia đình các bác nhá. Xe gia đình đây, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 10/2023, tức là 1 năm nữa cơ. 1 năm nữa cơ. Đây ạ. Quá là đẹp luôn, có cho em một chiếc xe Morning. Morning 2011 bản nhập, số sàn đây ạ. Đẩy view lên cho em nào anh Điểu Tư ơi. Quan tâm về xe nào để lại số điện thoại nhé. Chào anh Giai Nguyễn Văn Long, chào bác Phong Nguyễn này. Và ngày hôm nay em còn mới về thêm này. Về cùng với Chevrolet Cruze là một chiếc Lacetti CDX. CDX với cái tầm tiền trên 200 thì các bác ủng hộ em rất là nhiều. Vừa rồi chị gái ở bên Nam Định có vô tình xem được một video của em Lê Hương thì đến ủng hộ em Hương chiếc xe Lacetti CDX đời 2009 rồi. À 2010. Thì hôm nay em lại mới về thêm 2009 đây. Lacetti CDX biển 34 nhá, 34A. Bình thường Lacetti lại là đèn halogen, nhưng riêng em này là lên bác chủ cũ lên đèn bi salon này. Bác chủ đã lên đèn bi rồi. Ok. Bác nào để lại số điện thoại thì kết nối Zalo luôn cho em ạ. Kết nối qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn này. Chào anh Giai Cường Đồng Nát, chào em Hoài Nam nhá. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Lacetti CDX bản nhập 2010, số tự động. Bình thường là đèn halogen nhưng đây bác chủ cũ lên cả đèn đèn bi salon rồi. Màn hình bình thường là màn hình Android cảm ứng thôi, nhưng em này là màn hình dọc nhá các bác nhá. Màn hình dọc cực kỳ xịn luôn. Cái màn hình này độc lắp màn hình không rơi vào gần 9 triệu rồi. Đề lổ khởi hành start top, trần cửa sổ trời, ghế da zin. Lacetti CDX đời 2009 em đang bán là 258 triệu. 258 triệu, à xin lỗi 2010 nhá, 2010 ạ, 258 triệu có Lacetti CDX
màn hình xịn gần chục triệu, đèn bi salon gần chục triệu nhưng giá không hề đổi đâu ạ. Tất cả những cái đồ độ này là các bác có thể là được miễn phí rồi. Anh Lưu Ngọc Gia Huy ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Và đừng quên những lượt tim, những lượt like cho em nào. Anh Giai Minh Vũ ơi, thả tim, thả like cho em nhé. Na City CDX là răng lăm chấu dạng phay, một dàn lốp mít nước sơn màu xanh đẹp, biển tư nhân Hải Dương, 258 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm cam lùi, màn hình Android cảm ứng này, cảm biến va chạm đầy đủ rồi, 258 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay nhá, vì rất là nhiều những mẫu xe mới về này. Cờ đuôi màu vàng gold, xe chủ tịch dáng chỉ có trên 300 số sàn, 216 form mới zin đét luôn. Và đêm mới về thêm một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning với biển đăng ký là biển 30 thủ đô Hà Nội, đời 2007 nhá, bản nhập đây. Với cái tầm tiền trên dưới 200 triệu quay đầu, 150, 160, 170 thì em có rất là nhiều Kia Morning luôn. Chào bác Phong Nguyễn ạ. Dạ ok, em chào anh nhá, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay lên 500 khách hàng, giảm luôn từ 10 cho đến 15 triệu trên một đầu xe riêng ngày hôm nay nhá. Các bác nào mua xe trên livestream thì biết rồi, lúc nào khách hàng trên livestream trực tiếp như thế này, bỏ ra thời gian quý báu của mình để xem hết video, hết buổi báo giá của em Lê Hương, thì giá bao giờ cũng là rất là ok luôn nhá. Kia Morning 2007, số tự động nước sơn màu trắng đẹp, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Nếu mà mua một chiếc xe SH nhập tầm 140 thì không bao giờ em Hương mua, em Hương sẽ đi mua ô tô, vì mức ăn xăng là gần như nhau, thậm chí Morning còn không bằng. Nhưng mà không nắng, không mưa, mặc áo, mặc váy, mặc zip, trang điểm sạch sẽ, xinh gái nên không lo vấn đề mưa nắng này. Mà ăn xăng thì như nhau, và giá cũng chỉ trên nhau có một chút thôi. Kia Morning 2007, số tự động 175 triệu, nước sơn màu trắng đẹp. Màu trắng thì nam hay nữ, già hay trẻ đều đi được hết, không kén màu đâu ạ. Trẻ trung năng động luôn các bác nhé, có Kia Morning đây ạ. Chào chị Dung này, chào bác Hưng Bảo, chào bác Cao Thanh, chào bác Nguyễn Trần, chào bác Phạm Lộc ạ. Đẩy view lên cho em nào, cầm ô mà bay cả ô lên thế này. Đúng rồi, phải lên 500 khách hàng ngày hôm nay thì giá bao giờ cũng ok luôn ạ. Chiếc Y10 xếp vào ship vào Bình Phước được không? Ok anh ơi, Bình Phước là cái gì? Hôm qua thì ship cờ đuôi vào trong con tum, vừa rồi mới ship xong chiếc cờ CDX vào Đắk Lắk, một chiếc xe Innova vào làm dâu Bình Dương. Bình Phước không là cái gì cả, chỉ cần đổ số tài khoản thôi anh ơi, chỉ cần lổ số tài khoản, còn đâu để cứ để em Hương lo nhá. Kết nối Zalo cho em con số hotline 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ tư vấn này. Chào anh Gia Minh Nguyễn, chào anh Dô Sinh này, chào anh Hoàng Hương nào, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Đây, ok chưa ạ? Em còn có kia ra. Anh Điểu Tư ơi, thích Y10 nào, chốt luôn đi. Vào việc luôn đi, gần Tết rồi. Gần Tết rồi, vào việc luôn đi. Tết năm nay là ra Bình Định mình đi luôn. Con này 200 thì vừa túi tiền mình. Con nào 200 nhỉ anh nhỉ? CDX ạ, CDX là 258 triệu anh ạ. Full đồ chơi rồi. 2010 cơ, không phải 2008, 2009 anh ạ. 2010 cơ, số tự động nhập Hàn nhá. Ở đây em có một siêu phẩm Kia Rio này. Em có 3 chiếc xe Kia Rio, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đỏ này và hai chiếc màu trắng này. Kia Rio máy số zin đời 2014, số tự động đẹp, bản nhập Hàn nguyên chiếc. Em Lê Hương đang chào bán với giá là 380 triệu. 380 triệu Kia Rio đời 2014 đây các bác nhé. Biển thủ đô Hà Nội, biển thủ đô Hà Nội, full option cho em rồi. Giá chào bán là 380. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em ạ. Các bác ơi, tuột cả lón rồi, bay cả lón đi, gió to quá rồi. Em này thì máy số zin, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh, có nhớ ga tự động cruise control. Và em này có cả cảm biến trước bằng giọng nói nhá. Khi các bác đi gần đến chướng ngại vật, đi trên đường nó sẽ báo luôn là đường này có gì nào, có cái biển báo này, đường này hạn chế này, đường này hạn chế này, đường này đường cấm này. Đi gần đến ô tô thì sẽ báo luôn là khoảng cách hai ô tô quá là nguy hiểm luôn nhá. Có cảm biến bằng giọng nói phía trước. 380 triệu máy số zin nhập Hàn ạ. Có ngập nước không cô? Anh Điểu Tư ơi, khi mà đã tin tưởng tuyệt đối bên em Lê Hương về máy số, về nguồn gốc, về phạt nguội, về thủy kích, anh phải tin tưởng tuyệt đối ở em. Một cơ sở, một doanh nghiệp bán trên 200 đầu xe, lúc nào cũng sẵn trên 200 đầu xe. Một tháng xuất ra thị trường là từ 100 cho đến 150 đầu xe. Thì anh nghĩ rằng em có mua xe ngập nước về để phục vụ bà con không ạ?
có phục vụ bà con bằng xe ngập nước không ạ? Các bác hỏi em với ạ. Nên anh cứ yên tâm nhé, đã tin tưởng tuyệt đối em ạ. Fiat em có nhá, Fiat em nhiều luôn. Fiat em có 2 chiếc này. 2 chiếc, một chiếc đã đời 2015, một chiếc đời 2017 ạ. Giữ máy đợi em một chút nhá. Chào anh Giai Nguyễn Thành. Rất là tiếc khi mà em và anh Thanh không có duyên với nhau đúng không ạ? Rất là tiếc khi mà anh em mình không có nhau. Mặc dù đã có cơ hội để gặp mặt nhau rồi nhưng mà lại chưa có duyên rồi. Có duyên là không có lợ rồi anh Điều Tư. Anh Điều Tư ơi, để số điện thoại chốt nào. Xem video ngày hôm nay, xem live stream ngày hôm nay, Bảo Hương ơi anh chốt con này. Cứ thế là vô Bình Phước, Bình Dương thôi. Ok chưa ạ? À gì nhở, Kia Rio 2015 thì em đang bán là 395 triệu. Màu trắng nhá. Một chiếc biển Quảng Ninh, một chiếc biển thủ đô Hà Nội, cũng là zin đẹp toàn xe. Giữ máy giúp em nhá, em quay lần lượt rồi em đi vào bên trong cho đỡ nắng nào. Vừa nắng vừa gió, bay cả lón bay cả ô đi. Ôi dồi ôi. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Bác nào đang quan tâm về Hyundai Accent thì em có Hyundai Accent đây. Hyundai Accent được sản xuất vào năm 2011, bản nhập khẩu số tự động đẹp với biển 20. Nước sơn màu gì nhỉ? Nước sơn màu lâu đẹp đây. Em đang bán chiếc xe Hyundai Accent này với giá là 345 triệu máy số zin ạ. Có xe nào tầm hơn 200 mua về làm dịch vụ không? Anh ơi, nếu mà dịch vụ thì anh cân đối, một là Morning, hai là i10, ba là Vios, nhưng mà tầm đấy thì em chỉ có i10 thôi. i10 hơn 200 đi dịch vụ hợp lý hơn ạ. Innova 2015 form mới em có này, giữ máy giúp em này. À đây nha, em sẽ quay luôn này, em sẽ quay luôn lại đây ạ. Accent 2011 số tự động bản nhập đây. Nước sơn màu lâu biển 20, một dàn lốp mới, 4 bánh, trang bị phanh ABS, 345 triệu bao hồ sơ. Trước khi đi vào quay Innova 2015 form mới, đợi em quay chiếc xe Innova hơn 200 triệu một chút cho các bác nhà mình với tầm kinh tế trên 200 tham khảo này. Innova biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Innova được sản xuất vào năm 2006 nhá các bác nhìn em này. Không giữ đổi lón để đội vì gió quá to. Innova đời 2006, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em Lê Hương đang chào bán là 235 triệu. 235 triệu cho siêu phẩm đây. Innova 8 chỗ ngồi, xe gia đình nhá các bác nhá. 235 triệu, đời 2008 và xe đăng ký 5 chỗ ngồi. À xin lỗi, xe đăng ký 8 chỗ ngồi có siêu phẩm Innova cho em đây ạ. Innova thì em Hương rất là nhiều luôn. À, em còn mới về thêm chiếc 2010 đây. Nếu 2006 mà thấp quá thì bình trung bình thì có 2010 đây. Innova biển 98 Bắc Giang đời 2010, cũng là động cơ trang bị 2.0 và là số sàn. Em đang chào bán với giá là 275 triệu. Đẩy view lên các bác ơi. Mua xe đẹp giá rẻ ơi các bác ơi, các bác phải phải ủng hộ em bằng những lượt like, những lượt chia sẻ mạnh mẽ nhá. Anh Cường Phạm Cường Thịnh ơi, giữ máy đợi em này. Giữ máy 200 triệu có i10 nhá, 229 triệu tận 2016 tận luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Chào bác Phong Yoga, chào anh Giai Tạ Duy, chào anh Nguyễn Thắng này, chào anh Quang Văn Cương này, chào anh Biên Nguyễn nào, chào hơn 100 khách hàng thân yêu của em nào, đẩy view lên giúp em đi nào. Innova 2010 số sàn, động cơ trang bị 2.0, xe gia đình đẹp luôn. Tầm giờ các bác mua Innova, Tết này các bác có làm thêm kèo chạy này, dịch vụ này, mùa mưa phùn của miền Bắc thì đi Innova này, taxi, dịch vụ cưới hỏi, các bác cứ mua Innova cho em ạ. Rất là lành luôn, tiết kiệm nhiên liệu, không mất mốt và không mất giá đâu ạ. Em đẹp gái ok, cảm ơn anh Giai Tạ Duy nhá. Chào anh Mạnh Hùng nào, chào anh Long Liệu nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Kia Morning, em mới về thêm chiếc xe Kia Morning này nữa đây. Màu không phải là màu trắng đâu ạ, mà là màu kem sữa nhá. Em đang bán chỉ có hơn 100 thôi, chưa đến 200 triệu, chiều nay em lên video chi tiết cho ạ. Đấy các bác này, cô nhà em thấy lắng là ra tiếp nước rồi, cô buộc lại con kia lón. Bay cả lón. Innova 2016, 2017 em tạm hết nha. Em có Innova 2015 form mới ạ. Bực xa xa thôi cô. Nó rộng quá thì nó bay nó, vâng, rộng quá thì nó bay, chật quá thì nó tức có. Cô bổ lại cho cô. Cô bổ cứ vừa vừa thôi cô. Thế chặt cô, thế chặt cô, thế chặt cô. Chặt quá. Các bác đợi em một chút nào. Em cảm ơn anh Long Nghèo này đây. Phải ra tiếp nước để ra buộc lón lại, gió to quá. Không có lón thì lắng em không chịu được. Mà gió to cứ bay cả lón của em đi. Ok rồi cô, ok rồi. Chào bác
này, tầm 200 triệu đổ về em có nhá. Tầm 200 triệu đổ về em có luôn. Các bác ơi đẩy view lên mạnh mẽ lên nào. Cho anh xem chiếc xe 2015 mà. Ok, đợi em một chút nào để em nhìn nó khu vực nào đã nhá. Trước khi đến với Innova 2015 thì em sẽ lên cho các bác nhà mình một siêu phẩm đây. À, Hải Dương nhiều salon quá. Đúng rồi anh Long Nhậu ơi, nói về khu vực miền Bắc về salon Hải là ô tô thì Hải Dương đứng top 1. Còn nói về đa dạng về mẫu xe, chất lượng xe, đầu xe, giá cả phải chăng, nhiều dòng xe gia đình, thậm chí có những dòng xe các bác nói đùa là xe hộ nghèo, cận nghèo thì em Hương nhiều nhất luôn. Nhiều nhất luôn. Nếu như mà hỏi em Hương về những dòng xe vài tỷ thì em không có đâu ạ. Trên 1 tỷ cũng không có đâu. Như tầm 6-700 triệu quay đầu thì em rất là nhiều luôn nhá. 58 triệu cũng có ô tô rồi. Nên các bác ơi đến thành phố Hải Dương với cái địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, các bác có mục đích mua bán xe thì ghé qua đây cho em nhé. Nhà em gần ngay cây xăng đây, chân cầu Lộ Cương thôi các bác ạ. Còn Santa Fe em tạm hết rồi. Anh Nguyễn Toàn ơi, mới chốt chiếc Santa Fe 360 triệu rồi, mới chốt xong. Ở đây em còn có Kia Rio bản nhập Hàn nhá. Kia Rio bản nhập Hàn số tự động đời 2015, em này full lịch sử hãng rồi. Full lịch sử hãng, máy số zin, biển thủ đô Hà Nội. Bác nào đang cần tìm cho mình một chiếc xe San chiếc xe Kia Accent tự động đời cao thì em tạm hết nhá. Hôm trước có 2018, 2019 nhưng bán hết rồi, giờ còn có 2011 bản nhập thôi ạ. Đây anh Nông Mẹo ơi, vẫn đang Kia Rio đây ạ. Kia Rio số tự động. Anh Tuấn ơi, buộc lại em cái lón. Kia Rio 2015 full option luôn này, xin nhan trên gương, ghế da màu nâu, màn hình này, cam lùi, cam hành trình, full lịch sử hãng luôn nhá. 395 triệu, bao hồ sơ và em đây Hương sẽ còn bớt thêm. Các bác ơi thương em nào, đẩy view đẩy nai lên giúp em nào. Anh Long Liệu ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Ok em xin, để lại số điện thoại em tư vấn nào các bác ơi. Ok, chào bác Hà Đức này. Có cho em một chiếc xe Kia Rio 2015 đẹp này. Bên đây có Vios tầm vừa tiền nhưng em này bản Nimo. Nói về chất lượng thì em nó không đâm xô, không ngập nước gì. Nhưng mà nếu mà đứng với dòng xe bản E thì em nó hơi xấu một chút. Nên bác nào mà vừa vừa tiền đấy ạ, muốn mua Vios bản Nimo để về đi gia đình hoặc đá thêm dịch vụ thì có thể tham khảo nhá. 2010 và giá đang chào bán là 196 triệu thôi. 196 triệu ạ. Fortuner thì em chỉ còn 2011 thôi các bác nhá. Fortuner 2011 em đang bán là 535 triệu máy dầu ạ. 2.0 7 chỗ ngồi. Lacetti CDX biển tư nhân Hải Dương. Độ lên đèn bi salon có đèn gầm đầy đủ rồi. Xin nhan chân hồng. La răng 5 chấu dạng phay. Màn hình Android cảm ứng nhưng màn hình dọc nhá. Màn hình dọc phải rồi 8 triệu rồi. Đèn bi salon này thấp cũng phải 5-6 triệu rồi. Cam lùi, cam hành trình, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này 258 triệu. Full option biển 34 tư nhân Hải Dương em Hương mới mua về đấy ạ. Có Lacetti CDX này. Giữ máy giúp em nào, xe bên trong còn nhiều. Em muốn quay lần lượt một chút, không tí nữa cứ đi lên thiên rồi không biết quay con nào rồi, con nào chưa quay các bác nhé. Thông cảm giúp em nào. Có con nào máy dầu, anh ơi máy dầu, em có Captiva 7 chỗ ngồi số tự động máy dầu. Đời 2009 anh nhá, xe đẹp luôn. Biển 17 màu vàng cát đẹp ạ. Anh Nguyễn Toàn Anh để lại số điện thoại giúp em nào. Cùng em xem buổi báo giá này. Để lại số điện thoại kết nối Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ gửi hình ảnh video chi tiết nhất về dòng xe máy dầu nhá. 7 chỗ ngồi gầm cao, 5 chỗ ngồi gầm cao, bán tải máy dầu rất là nhiều luôn. Còn nếu như mà mua về đi gia đình, đi gia đình cho bà xã đưa đón con đi học này, đưa bà cho con đi đón con đi học này, em có Kia Morning nhá. Kia Morning đời 2010 nước sơn màu xanh, bản nhập Hàn nguyên chiếc, màn hình Android sấy sưởi ghế trước, hai ghế trước nước sơn màu xanh. La răng hoa mai dạng mới này, em đang bán với giá là bao nhiêu? Em đang bán với giá là 228 triệu ạ. Anh gì nhở? Ok anh Giang Nguyễn ơi, để lại số điện thoại nhá. Em sẽ gửi cho anh video chi tiết về chiếc xe bản Nimo Vios nhá. Vios bản Nimo như lưng lên thành E. Con Lacetti nhập 205 triệu. Nếu bác nào thường xuyên theo dõi của kênh của em Lê Hương thì biết rằng xe em không bao giờ nói khống lên quá là nhiều. Ví dụ như là 258 bao hồ sơ, bác nào thiện chí 250 triệu vào việc,
chứ em không nói khống lên 50-60 triệu xong là bớt cò kè đâu, em làm việc thẳng lắm. Chính vì em làm việc thẳng này, phong cách của em quá đẹp, lên một tháng các bác từ trong miền Bắc, miền Nam, miền Trung đều ủng hộ em Hương. Tháng này em còn vượt ngưỡng 100 xe trên một tháng, thì các bác biết rằng nếu như bán đắt, như vừa rồi anh Liệu nói rằng Hải Dương quá là nhiều salon, nếu như bán đắt nhá thì em Hương không thể tồn tại được ở Hải Dương. Em vẫn còn đứng ở đây, live stream ở đây và có 200 đầu xe cho các bác nhà mình lựa chọn. Thì các bác ơi, giá xe, chất lượng xe nó phải là số 1 thì mới tồn tại được. 258 triệu, còn 250 triệu em bao hồ sơ luôn. Dạ ok anh Huỳnh Chiến nhá, ok có luôn ạ. Vios 2015 em có, anh Trần Trường ơi giữ máy giúp em nào. Đẩy view lên anh Trần Trường, anh Huỳnh Chiến ơi, để mua xe với giá đẹp giao lưu cùng em gái Lê Hương nào. Đất cả lón đây ạ, à, đất cả lón đây. Anh Huỳnh Chiến ơi, kết nối Zalo 0354602790. Em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho anh. Xe thì chiều ngày hôm qua mới về. Ok, gia chị Huỳnh Chiến này, em gửi, em chắc chắn rằng anh sẽ ưng luôn. Đèn bi salon độ lên gần chục triệu, màn hình Android độ lên gần chục triệu. Xe đẹp căng luôn, nếu mà dòng CDX nhá. Sáng nay chị gái kia chốt một chiếc xe CDX vẫn tiếc nè. Hương ơi không về sớm, chị chốt con kia rồi. Hai con đều đẹp nhưng con này lên nhiều đồ chơi, lên cả đèn bi nhá. Ok chưa ạ, giữ máy nào các bác ơi, giữ máy nào. Trời ơi, cặp cái ô nó bay cả người em Hương luôn. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Hôm nay em sẽ lên lại, bác nào xem à, Vios giữ máy giúp em nào. Vios 2015 giữ máy giúp em nhá. Một siêu phẩm mà em phải quá là ưng ý luôn. Một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi nhưng mà đời 2016, form mới, xe của chủ tịch trên Hà Nội nhá. Xe của chủ tịch trên Hà Nội này giá cực kỳ hợp lý luôn. 335 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2016, máy số zin, form mới, biển thủ đô nhá. Em này là màu vàng gold các bác ạ. Giải đèn led này, la răng đa chấu, một dàn lốp dày, form mới sẽ là xin nhan trên gương nhá. Động cơ trang bị 1.6 đời 2016 luôn. Và em đang chào bán là 335 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm ạ, Captiva 209. Anh ơi, tất cả những xe mà từ đời 2011 quay lại đăng kiểm lúc nào cũng là 6 tháng anh nhá. Luật của Việt Nam rồi, 2011 hất đầu quay lại xuống đời sâu hơn, đăng kiểm sẽ là 6 tháng nhá. Còn 2012 hất lên là từ 1.5 năm hất lên. Đến 20 đời cao hơn là 3.5 năm tùy anh nhá, nhưng cứ từ 2011 hất lại là sẽ là 6 tháng anh ạ. Vios 2015 bản E, máy đen xe gia đình em đang bán là 345 triệu, giữ máy giúp em nào, 345 triệu ạ. Hyundai Sonata màu trắng, Hyundai Sonata em mới cắt lỗ xong, để 3 tháng liền không bán được. Xe đẹp phân khúc hạng D mà không hiểu sao ám vía gì mà không bán được, vừa cắt lỗ 30 triệu xong ạ. Vừa mới bị cắt vào tay ba ngón các bác ơi, nên là Sonata tạm hết nhá. Đẩy view lên cho em, lên 500 khách hàng đi nào. Siêu phẩm về nữa đây các bác này, một chiếc xe đi Tết đây ạ. Em gái anh em mượt quá nhưng em cả anh Lục Kèn ơi em xin lỗi nhá. Nếu bác nào thường xuyên theo dõi buổi báo giá của em thì biết rằng em không thể phát âm chuẩn chữ X, chữ S, chữ L được, vì em là Hải Dương. Em chỉ cần mở miệng ra nói chuyện thôi là các bác đã biết rằng à, đây là cô này đến từ Hải Dương rồi. Giọng rất là lặng luôn và phát âm X, S, L, M là hay bị lộn nhá. Anh thông cảm giúp em ạ. Vì đấy không phải là em bao biện cho cái sai của em mà nó như là địa phương rồi. Hơn 35 cuộc đời bây giờ em phát âm nó vẫn bị sai luôn đấy ạ. Vì nó là địa phương, giống như là một cái gì đấy địa phương mình đấy ạ. Nên các bác thông cảm giúp em nhé. Nhiều khách hàng cũng phản ánh với em như vậy lắm. Nhưng mà em không thể đổi được, tại vì nó ăn vào máu em rồi. Từ lúc em 1 tuổi em đã ở Hải Dương rồi, nên là nó cứ theo phong cách của Hải Dương thôi. Các bác thông cảm giúp em nhé. Mazda 3 đời 2017, hai chế độ lái, hai chế độ lái và có phanh tay điện tử này, biển thủ đô Hà Nội. Mazda 3 em đang bán là 535 triệu. 535 triệu có Mazda 3 màu đỏ này. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, xin nhan trên gương la răng thể thao, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng cho em ạ. Đây ạ, Mazda 3 đời 2017 đây các bác ơi. Phím mở một trạm thông minh. Đây, xe sáng mới đưa em bé đi học này các bác này. Sáng mới đưa em bé đi học còn nguyên ba lô trên xe đây. Đi Mazda nó vẫn là một cái tầm khác luôn, rất là sướng. À, nói chung là với cái tầm tiền trên 500 mà nói không sướng là không đúng rồi. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, màn hình này, đề lổ khởi hành start top nhá. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào anh Gia Huy ơi.
Alo ạ. Dạ vâng anh ơi. Anh ơi anh kết nối Zalo cho em một số này tí em tư vấn nhé. Em đang live stream. Em thấy anh cũng đang xem live stream của em đúng không ạ? Anh kết nối Zalo số này nhé. Dạ. Dạ dạ vâng ạ. Ok anh ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng em đợi. Vâng ok anh ạ. Dạ. Dạ vâng ok anh. Dạ em chào anh. Dạ dạ em xin lỗi nhá. Bác nào mà vừa rồi gọi em xin lỗi ạ. Em phải tầm 1 giờ hơn thì em mới có thể nghe điện thoại của các bác nhà mình được. Các bác mà đang xem live stream của em thấy xe đẹp quá, ưng quá mà gọi ngay thì em cũng không thể tư vấn ngay được. Vì em còn 500 khách hàng đang trên live đang đợi em hương báo giá nhá. Nên các bác ơi, hiện tại gọi bây giờ thì em chưa tư vấn nhiệt tình được đâu ạ. Vì em đang bật báo giá như này rồi. Thì các bác kết nối Zalo cho em đi ạ. Kết nối qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em lên Hương hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhé. Và bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cũng đợi em một chút ạ. Vì nhiều xe quá em không thể quay một phát những mẫu xe mình yêu cầu ngay được. Vì là em đang live stream mà xe nó không đứng gần nhau. Em mà cứ đi tìm xe sẽ bị loạn lên mất nhé. Các bác thông cảm giúp em nha. Em chào anh Giai Trương Nguyễn ạ. Anh thường mà may Thu Tính ơi, tầm 200 đi số sàn thì anh cố lên có cờ đuôi nhá. Cờ đuôi 2011 em đang bán nè. Cờ đuôi 2011 em đang bán là gì nhở? Em đang bán là 245 triệu. Nói ít thôi, quay xe vào đất này. Ok anh Đặng nhá, nếu mà nói ít thì nó không tương tác được với khách anh nhá. Nói thì vẫn phải nói mà live stream không cho nói thì em biết làm thế nào. Xe tập lái em có luôn anh ạ. Mazda 3 đời 2017, hai chế độ lái phanh tay điện tử này, nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, hỗ trợ trơn trượt khóa cầu V-Side đầy đủ cho em rồi. 535 triệu có cho em một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 đời 2017 ạ. Tập lái thì em có những dòng xe chỉ từ vài chục triệu thôi. Dòng xe vài chục triệu, hoặc nếu như mà cao hơn một chút thì em có những dòng xe Kia Morning 5 chỗ ngồi nhá. Kia Morning đây, đời 2012, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Các bác có đi gia đình cũng ok, học lái cũng ok đây ạ. Học lái cũng ok. Kia Morning đời 2012 em đã 2012 em đang bán là 138 triệu. 138 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2012. Nước sơn màu xanh chuối nhá, nhìn cực kỳ bắt mắt luôn. Em này đứng ở bãi xe này. Mazda 3 biển đẹp ý. Dạ em cảm ơn nhá, nếu như số 4 kia mà vất đi được em vất luôn. Cho số 0 vào thì quá mà tuyệt vời luôn đúng không ạ? 138 triệu đời 2012 có Mazda 3. Xe DV 2020 em tạm hết ạ. Như nào nhỉ anh nhỉ? Anh Văn Thân Văn em không hiểu, anh bình luận lại giúp em nhé. Con này bao nhiêu tiền? Mazda 3 là 2017, 535 triệu còn bớt, còn bao hồ sơ. Và tập lái thì em có Morning 2012, 138 triệu 2012, xe cực đẹp luôn nhá. Chào bác Lê Tỉnh, chào bác Hùng Kim, chào bác Lường Sao, chào bác Lương Nhuận, bác Hạ Hà nào. Đẩy view giúp em nào. Ở đây em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning tập lái ở đây. Em này em cũng chỉ dự định bán là tầm 101 đến 102 thôi. Vừa mới về thêm Kia Morning đây. Bác nào mà đang quan tâm về dòng xe tập lái này, vài chục triệu em cũng có, 58 triệu cũng có này. Và những dòng xe ổn định hơn một chút thì tầm trên 100 thì có Kia Morning nhá. Kia Morning số sàn đây nào. Đẩy view mạnh mẽ lên 200 khách hàng cho em đi nào các bác ơi, đẩy view lên cho em nào. Kia Morning số sàn em vừa mới về đây. Dự định em này sẽ là từ 120 đến 130. Em rất là nhiều Kia Morning. Nên các bác đang quan tâm về Kia Morning để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Lê Văn Long, chào anh Vũ Dung này, chào bác đời cô đơn cô mãi này. Chào bác Linh Hoàng nhá, đi sâu vào bên trong đây thì em còn có rất là nhiều này. Ví dụ như biển 29 đây, Chevrolet cờ đuôi đời 20. Cờ đuôi đời 2013 em mới nhập đội nhá. Chevrolet cờ đuôi đời 2013, biển thủ đô Hà Nội. Và em đang chào bán với giá là 275 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2013 đây ạ. Mazda em có Mazda 3 anh nhá. Có con nào tầm hơn 300 số tự động không? Em có Lacetti CDX này, Ford Fiesta này, Kia Cerato lại đầy đủ luôn. Anh Nguyễn Ngọc Phương ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Lê Cường ơi, Innova em có nhá. Bán tải em có này. Giữ máy và để lại số điện thoại em tư vấn nào các bác ơi. Chevrolet cờ đuôi đời 2013, số sàn máy số cực chất luôn. Em đang bán với giá là 275 triệu.
275 triệu, Chevrolet cờ đuôi biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen. Bản sedan 2 đầu, muốn mua xe bản sedan 2 đầu mà phân khúc cỡ C nhưng giá không được vượt quá 300 triệu thì có rất là nhiều luôn các bác này. Giá không được vượt quá 300 triệu đây. Cờ đuôi nội thất bên trong 2 màu, màn hình Android giải trí, ghế da căng mọng luôn. 275 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt nào. Bác nào vừa hỏi em về Vios thì em có Vios đây. Vios đời 2015 với động cơ trang bị 1.5 số sàn. Và em đang chào bán chiếc xe Vios này với giá là 345 triệu. 345 triệu Vios bản E xe gia đình nhá. À, em này thì vẫn là máy đen. Vì Vios cuối 2016 mới lên form máy mới, máy trắng nhá, nên em này sẽ là máy đen ạ. Dòng xe xứng tầm quân thương hiệu quốc dân đây. Vios 2015 màn hình Android cảm ứng này. Vô lăng thiết kế 3 chấu này. Về đồ chơi, về option thì các bác đừng mong đợi gì nhiều ở Vios nhá. Chỉ có thể lắp thêm được đèn bi thì có thể lắp thêm ra màn hình này, cam lùi, cam hành trình thôi. Còn về những option khác như cửa sổ trời, những cái mà nó xịn xóa hơn là không có đâu. Em này sinh ra là để phục vụ các bác nhà mình đi với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, lành, bền, không bị hỏng vặt, ăn ít xăng, đó là Vios các bác nhé. 345 triệu máy đen. Chúc em bán đắt hàng khách nhé, em cảm ơn anh ạ. Bán tải 2 tấn. À gì nhỉ? Anh Hà Huy ơi, em chỉ có bán tải 5 chỗ ngồi gầm cao cộng thêm cái đuôi đằng sau thôi. Bán tải Ford, bán tải Isuzu lên mắt. Còn bán tải 2 tấn trở lên chưa hiểu đó là cái dòng xe gì ạ. Theo dõi ok anh. Em cả em ơi, anh Phạm Sự Thị Duyên này. Bác Phạm Sự Thị Duyên ơi, em có nhắn tin qua Zalo cho anh rồi đấy, nhưng chưa anh trả lời nhá. Vios 2015 đây, màu bạc, em đang bán là 345 triệu. Đẩy view lên các em cho các em nào các bác ơi. Đẩy view nào, đẩy mạnh lên cho em nào. À, anh Hà Huy Giáp ơi, để lại số điện thoại một chút nữa xuống like. Em sẽ kết nối Zalo tư vấn cho anh nhá. Y10 có chưa? Y10 có rồi, nhưng hôm nay lại bắt. Hôm nay nhà em Hương Thọ lại đi Y10 để mua Y10 rồi anh ơi, nên là không có nhà rồi. Y10 màu trắng 2018. Tí nữa em gửi video cho anh. Chiều qua em có quay video chi tiết rồi, xe đẹp căng luôn. 2018 mà giá chỉ có 299 triệu. Bản 1.2 xe gia đình, nước sơn màu trắng, nhìn cực chất luôn. Rất là hiếm khi về được em Y10 mà xe gia đình các bác nhé. Fiat em đang bán là 345 triệu này. Chào bác Bền Hoàng, chào bác Minh Bảy, chào bác Tân Than, chào bác Nguyễn Thắng này, chào bác Quang Vọng, chào bác Phạm Hùng Hương. Thả tim nào, đẩy view mạnh mẽ cho em gái nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn. Chia sẻ giúp em nhé. À, vừa rồi bác nào hỏi em về dòng xe 7 chỗ ngồi màu vàng cát à. 7 chỗ ngồi màu vàng cát em có, một là Captiva máy dầu, hai là có Kia Carden. Kia Carden với nước sơn màu vàng cát đẹp biển 43. Em đang chào bán với giá là 368 triệu ạ. Có loại nào tầm 250? 250 thì các bác ơi tham khảo cho em về chiếc xe La City CDX nhập hàng số tự động nhá. Chào anh Giai Phạm Xu này. Ok, chào em. Corona Antit em có. Anh Trần Cường ơi, giữ máy giúp em, để lại số điện thoại nào. Anh Trần Hải Quân ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nào. La City CDX số tự động bản nhập hàng màu xanh, lên đèn bi salon, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Giá chỉ có 258 triệu thôi ạ. Còn 7 chỗ ngồi số tự động, nước sơn màu vàng cát đẹp, em có Kia Carden. Kia Carden được sản xuất vào năm 2013. Điều hòa của em nó là điều hòa auto. Đấy, có cửa sổ trời. Cần số rích rắc, số tự động đẹp. Động cơ trang bị của em này là bao nhiêu nhỉ? 2.0 à. Em này là Kia Carden các bác nhá. 7 chỗ ngồi đây, ghế lái chỉnh điện. Đây là những cái mà Innova không thể có nhá. Ví dụ như ghế lái chỉnh điện này, cửa sổ trời này, điều hòa auto này, lên đề lổ khởi hành này, cái đề lổ độ thì có thể nhưng mà những cái khác không thể có đâu. Bác nào thích dòng xe 7 chỗ ngồi nhưng nhiều option mà không hề bị già mà giá chỉ có 368 triệu thôi. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm, la răng đa chấu xi nhan trên gương. Giá chào bán là 368 triệu, bao hồ sơ. Và em Hương sẽ còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Em này là máy xăng gầm cao 7 chỗ ngồi Kia Carden nha các bác nhé. Còn nếu như mà các bác thắc mắc rằng xe ô tô gì mà có 58 triệu thì đây em sẽ quay luôn. Một siêu phẩm Daewoo Matiz bản SE. Daewoo Matiz bản SE đời 2005. Đây anh ơi, anh Ca Phong ơi, có luôn, bán tải em nhiều lắm. Bán tải đợt này em về full luôn. Anh Sĩ Luân ơi, giữ máy cho em một chút này.
có thể thao không chị? Em có Galaxy mới về anh Tùng Hoàng ơi, vừa rồi em mới test xe xong. Galaxy màu vàng, em mua lại của anh Cường Đô La nhá các bác nhá. Mua lại của anh Cường Đô La luôn. Anh Cường Đô La thanh lý xe những dòng xe Galaxy mà không đi đến nhiều, em mua lại rồi. Một chiếc xe Galaxy của anh Cường Đô La các bác biết không ạ? Em vừa mới mua thành công xong, xe vừa mới về đến đây. Em đang cho đi dọn rửa một chút là em sẽ lên sóng nhá. Có Galaxy phiên bản hai cánh cửa, xuất thân gốc của em nó là của anh Cường Đô La nhá. Mazda CX-5 em tạm hết nào. Đẩy view đẩy nai lên cho em nào. Em út trong dòng xe có ở đây 58 triệu Daihatsu Matiz biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, em Lê Hương có Daihatsu Matiz nhá. Có Daihatsu Matiz đây. Bác nào đang thích về dòng xe rẻ tiền thì em có này. À, em này thì quên không cầm chìa khóa ra rồi. Có Daihatsu Matiz nhá. Để lại số điện thoại thì em Lê Hương sẽ gửi hình ảnh video chi tiết cho các bác nhà mình nhá. Có Daihatsu Matiz đấy ạ. 58 triệu thôi. Fiat tầm 250 triệu thì em có Fiat bản Nemo tầm 195-196 triệu. Nhưng mà con đấy nói thật thì nó cũng vừa, chất lượng nó vừa vừa thôi. Trên livestream thì bao giờ em hay là trên video cũng vậy, em luôn tư vấn làm sao thật nhất cho khách nha, em không nói ảo lên đâu. Nên nếu các bác cố lên một chút thì mình sẽ đi dòng khác hoặc là đi sang con 2015 cố lên nhá. Còn con limo đấy nó chỉ vừa vừa thôi. Vì đã là limo là sẽ có ra là dịch vụ nhá. Đã là limo là sẽ có dịch vụ. Nếu như muốn mua xe gia đình để em chọn cho chiếc xe bản E thì nó sẽ hợp lý hơn ạ. Đừng quên giữ máy để lại số điện thoại cho em nhé. Innova giữ máy nào, đợi em một chút nào, chỗ này lắng em quay trước rồi em đi vào trong dâm đây. À, su cốc em không có anh Thắng Jundon ơi. Anh mà quan tâm su cốc thì anh để lại số điện thoại. Vì em là trong anh chị em ô tô em chơi nhiều ấy, thì em sẽ gửi số của anh em tư vấn cho em mua hộ cho. Rẻ được đồng nào thì hay đồng đấy anh nhá, chứ còn su cốc không có đâu ạ. i10 em có luôn nhá, i10 nhiều mà anh ơi, giữ máy giúp em nào. i10 là dòng xe quốc dân rồi. Dòng xe quốc dân rồi, em lắm i10 lắm ạ. Chào anh là Mai Lam, chào bác Hân Nguyễn nào, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ở đây 7 chỗ ngồi, máy xăng, gầm cao, giá rẻ thì em có Captiva đây. Captiva biển 89, nước sơn màu đen. Xin nhan trên gương, la răng 5 chấu thẳng thể thao, phanh ABS. À, 228 triệu Captiva đời 2009 số sàn, động cơ trang bị 2.4. Em Captiva này máy xăng nhá, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, 228 triệu ạ. Nếu như mà quan tâm về su cốc hoặc những dòng xe bán tải hoặc những dòng xe ben, xe ben thì các bác để số điện thoại em sẽ tư vấn hộ thôi. Em sẽ gửi cho bên anh trai mấy anh em chơi cùng bên dòng ngành ô tô đấy ạ. Thì em sẽ tư vấn hộ thôi chứ em cũng không biết thì không hiểu về mấy cái dòng xe đấy đâu ạ. Em sẽ giới thiệu cho để ít hay nhiều sẽ giảm được một chút thì nó đỡ đi về tiền xe nhé các bác nhé. Ok anh ạ, toàn xe đẹp. Em cảm ơn anh Gia Yên Bùi này. Chào chị Khánh Bonnie nào. Có xe nào tầm 300 không anh ơi, hay cố lên một chút đi, em mới về thêm số sàn đây. Xe chủ tịch màu vàng gold, Chevrolet cờ đuôi đời 2016 này, form mới này, số sàn 1.6 biển thủ đô Hà Nội, form mới cực kỳ đẹp luôn. Zin đẹp cả xe, màu vàng gold. Ở bên ngoài nó còn đẹp hơn bên trong lai. Trong lai này nó hơi bị lắng một chút nên nhìn nó, ảnh nó không được thật mấy đâu. Chứ bên ngoài nó gọi là xuất sắc luôn. Vàng gold, số sàn xe chủ tịch trên Hà Nội đi đấy ạ. 335 triệu cố lên một chút ạ. Hoặc nếu như số sàn thích dòng xe nhập Hàn thì em có Kia Rio nhá. Kia Rio đời 2015 biển 17 đây ạ. Biển 17 Thái Bình. Kia Rio 2015 với động cơ trang bị 1.4. Và em Lê Hương đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. Chỉ cần các bác mở cửa thôi là nó sẽ báo là mình đang mở cửa nhá, bằng những tiếng kêu tinh tinh nhá. 310 triệu đồng. Kia Rio lên màn hình Android cảm ứng rồi. Số sàn bản sedan 2 đầu. Em Hương có Kia Rio đây ạ. Biển 17 đây. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em được không nào. 7 chỗ ngồi, không chỉ có Innova số sàn đâu. Innova số sàn, bác nào quan tâm để lại số điện thoại em tư vấn này. Vì Innova em có từ đời 2006 cho đến đời 2015 form mới nhá. Còn ở đây em còn mới về thêm đây ạ. Có xe nào tai nạn làm lại không em? À, anh Nguyễn Minh Khang ơi, em không biết là anh có một cái cửa rất là đẹp, không biết là nhà anh hay là anh làm bên nội thất về cửa. Thì em chỉ muốn hỏi một câu nè. Nếu như mà là anh có muốn mua một cái gỗ sâu về làm cửa cho khách không anh ạ? Anh có muốn mua một cái gỗ sâu về làm nội thất cho khách không? Vì em nhìn cái như thế này em đoán là chắc anh làm bên nội thất rồi. Anh có muốn mua gỗ đẻo hay là gỗ sâu về làm cửa chính làm cho khách không?
Còn nếu như là em Hương thì em không anh nhá, em sẽ làm một phong cách khác. Em sẽ đi theo một phong cách phải chuẩn chỉ này, thì em sẽ bán được nhiều xe, em sẽ lãi nhiều hơn. Bán một con xe lỗi lãi 50 triệu thì em sẽ bán một con xe đẹp 20 triệu thôi. Ok chưa ạ? Bán một con xe đẹp 20 triệu thôi. Từ những con xe đẹp đấy sẽ phát được người khác giới thiệu đến, em sẽ bán được 100 triệu. Còn nếu như mà con xe mà em làm xe lỗi, em làm 80 triệu thì ngày mai em sẽ sập tiệm luôn. Nên anh cứ yên tâm anh nhá. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động, em còn có Chevrolet Orlando. Chevrolet Orlando 435 triệu. Em này thì hơn Innova rất là nhiều. Hơn nhiều về option. Ăn 1.8 này, số tự động 7 chỗ ngồi, điều hòa auto, đề lổ khởi hành start top, nước sơn màu trắng đây. Và em này là số tự động 7 chỗ ngồi nhá. La răng 5 chỗ dạng phay, xin nhan trên gương, đầy đủ option cho em rồi. Dán hết cả phim cách nhiệt chống ồn nhá, hầu hết bây giờ xe nào cũng dán rồi. Nên em làm mà được dán thì càng tốt này. À, một chiếc xe Orlando có cả hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em rồi. 435 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Tiền nào của đấy, đúng rồi anh ơi, tiền nào của đấy thôi anh ạ. Em ơi, làm ăn uy tín mà được lâu dài, dạ đúng rồi anh ạ. Nhà em không phải là một mình em bán ô tô, mà trước đấy là từ anh trai em, từ bố em cũng là bán ô tô rồi. Nên là em theo nghề thôi anh ạ. Avantia, Avantia đâu? Ok, có Avantia luôn anh nhá, đứng gần Avantia em quay luôn đây. Hyundai Avantia được sản xuất vào năm 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Em đang chào bán với giá là 359 triệu. Innova giữ máy giúp em nào, sau chiếc Avantia là em sẽ lên một loạt Innova luôn, giữ máy giúp em nhé. Avantia 2012 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2013. Sơn zin bên ngoài hơn 90%, máy số zin các bác nhé, zin đẹp cả xe luôn, mà giá chỉ có 359 triệu thôi. Em này là điều hòa auto này, cửa sổ trời, ghế da zin. Avantia tháng này em bán gần 15 chiếc xe Hyundai Avantia rồi. Chiếc này là mới về đấy ạ. Tháng này em đã vượt mức hơn 100 xe trong một tháng rồi, nhưng chiếc này là em mới về và em bán Avantia cực kỳ máu luôn. Các bác biết rằng đấy ạ, Hyundai Avantia được nhà sản xuất làm riêng cho thị trường Việt Nam. Làm riêng cho thị trường Việt Nam thì các bác biết rồi đúng không ạ? Chất lượng quá là ok luôn. 359 triệu. Và không để các bác nào quan tâm về Innova đợi nữa đâu, em sẽ lên sóng luôn bây giờ đây các bác nào. Đẩy view lên cho em nào. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Có Innova từ 2009 này, 2005 này, 2006 này. Đầu tiên sẽ là một siêu phẩm Innova đây. Innova hiện tại em này đang cao nhất so với bên em Hương đang có nhá. Innova được sản xuất vào năm 2015. Tính đến năm 2015 này thì Innova đã là form mới rồi. Innova đã là form mới rồi ạ. Mazda 3 tầm 300 em không có nhá. Hiện tại Mazda em còn đời cao 2017 trên 500 nhá. Avantia mới về thêm, bác nào quan tâm Avantia để lại số điện thoại này. Innova đời 2015. Đến đời 2015 form mới nó sẽ có một cái xin nhan sang bên cạnh như thế này. Thì các bác để ý cho em nhé, nó sẽ là lên form mới nhé. Có những chiếc xe 2015 nhưng nó là form cũ thì giá sẽ rẻ hơn. Còn thêm một cái như thế này là form mới này, đi xem xe chú ý giúp em này, không lại lầm tưởng là cùng 2015 mà sao lại đắt hơn nhau một tí là không được đâu đâu các bác nhé. Innova 2015 em đang bán với giá là 418 triệu xe gia đình. Máy số zin 2015 lên form mới ạ, không phải form cũ đâu ạ. Có con nào cờ đuôi? Anh ơi, cờ đuôi em đang có trước 2011 nhưng mà giá phải 245 triệu nhá. Bao hồ sơ và bớt thêm thì cố lên một chút nữa em để lại cho anh nhá. Y10 đít cọc số sàn em có anh ơi, Y10 đít cọc số sàn em có ạ. Orlando là đời 2017, máy số zin 435 triệu ạ. 20 triệu em không có ô tô anh nhá, thấp nhất là đã có nè. Tốt nhất là em đã có là bao nhiêu nhỉ? 58 triệu rồi. Chặn lại em ơi, mất thời gian, dạ không sao anh ơi. Khách hàng thì cũng có người nọ người kia mà. Có những khách em tư vấn đến 9-10 lần vẫn chưa chốt, đến lần thứ 11 thì các bác đấy vẫn chốt thôi. Em hiểu mà, không phải họ khảo giá đâu mà vì kinh tế. Đều là vợ chồng trẻ làm kinh tế, làm công ty. Muốn mua một chiếc xe nó ổn ổn một chút thì chưa đủ kinh tế. Nên là dù có hỏi em 10 đến 15 lần em vẫn tiếp, vẫn nhiệt tình, vẫn tư vấn. Chứ không phải là hỏi 1-2 lần mà không mua là ngại em đâu, các bác cứ hỏi đi. Vì em biết đồng tiền làm rất là khó, mà ô tô thì giá thì so với nhiều gia đình nó là bình thường, nhưng so với nhiều gia đình vợ chồng trẻ đấy, đó là một cái sự cố gắng rất là nhiều. Nên các bác có hỏi em đến 15 lần em vẫn cứ tư vấn nhiệt tình như lần đầu tiên chúng ta nói chuyện các bác nhé, cứ yên tâm cho em ạ.
Innova 2015 đây, 418 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm, bán hàng, nói chung là bán hàng thì phải có lợi nhuận. Nhưng mà lợi nhuận ở đây là gì? Là bao gồm nhiều cái ạ. Làm sao khi mà khách hàng đến tin tưởng, còn muốn giới thiệu anh chị em bạn bè đến mua xe các bác nhá. Nên các bác cứ yên tâm ạ. Đẩy view, đẩy like, thả tim nhiệt tình lên cho em nào. Em cảm ơn anh Hoàng Hiếu nhá, nói thật thôi anh ạ. Nói thật thôi, chứ bây giờ, thời buổi bây giờ 5.0 rồi, người ta không nhìn vào mấy cái hào nhoáng, mấy cái thảo mai đâu anh. Thực tế còn chẳng ăn nay, thật thà còn chẳng ăn hết nọc, làm sao mà phải điêu đúng không anh. Và em còn về thêm này, Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi đời 2013, máy số zin biển 89. Và em đang chào bán với giá là 275 triệu. Hiện tại cờ đuôi 2013 em đang có sẵn 2 chiếc nhá, đều là bằng giá 275 triệu. Chiếc cờ đuôi này thì chưa lên màn hình, có màn hình nhưng bé bé thôi. Bác nào tạm chấp nhận được thì ok. Còn nếu như bác nào mà thiện chí em bao màn hình cảm ứng luôn. Cứ phải có màn hình cảm ứng thì nghe nhạc giải trí cho con đi chơi, nghe nhạc nó cũng sướng. Hay là bản thân mình đi có chút nhạc, có chút âm nhạc vào cái tâm trạng nó cũng thoải mái hơn đúng không ạ? Cờ đuôi 2011. À xin lỗi, cờ đuôi 2013, 275 triệu, máy số zin, la răng 5 chấu dạng phay, xin nhan trên gương, phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Đẩy view lên cho em nào. Innova em còn anh nhá, tập lái em có luôn ạ. Anh Ly Cô ơi, anh Ly Công ơi, tập lái em có từ 58 triệu này, 100 triệu có này, đầy đủ luôn. Và lên nốt cho các bác nhà mình một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi mới về đây. Cũng là biển tư nhân Hải Dương nhá. Chevrolet cờ đuôi đời 2012. Chiếc này là màu trắng này. Nhiều bác quan tâm về màu trắng lắm ạ. Cờ đuôi 20 màu trắng em đang bán là 260 triệu. Lên màn hình Android rồi. La răng thể thao 5 chấu dạng phay. Phanh ABS. Cờ đuôi là một chiếc xe phân khúc cỡ C. Nhưng mà đi đầm chắc không khác gì Camry đâu. Nhiều bác bảo rằng là điện đóm cờ đuôi hơi lo lắng, nhưng các bác không lo nhé, bây giờ nó khác rồi, không như ngày xưa đâu ạ. Chất lượng nó phải cải tiến theo thời gian đúng không ạ? Nên các bác yên tâm nhé. 260 triệu cờ đuôi 2012, màu trắng đẹp đây. Ok chưa ạ? Các bác nhìn này, còn 200 đầu xe, hơn 100 đầu xe nữa chưa nói hết đâu. Chưa báo giá hết đâu ạ. Vào đây em cho các bác xem một chiếc xe Innova, xe gia đình nó như thế nào. Innova đời 2012. Bình thường nó sẽ là hai mắt cảm biến thôi. Nhưng Innova này bản đặc biệt của em nhé là bốn mắt cảm biến va chạm. Đời 2012, máy số zin, gầm bệ sáng hơn cả gương luôn. Xe gia đình, một bác chủ là bán xăng trên Hà Nội chơi cùng với em. Vì các bác biết rồi đấy, nhà em có một cây xăng kia nữa là anh chị em trong hội cây xăng đây. Để lại cho em ạ. 800 triệu quay đầu có không em? Anh Đoàn Công Thuyết ơi, 800 triệu đối với xe cỏ bên em. Thì em có những dòng xe từ 500 triệu hất lại sẽ ok hơn nhá. 800 triệu đối với em nó là một cái tài chính lớn. Mẫu xe đấy thì em thỉnh thoảng mới có thôi. Ví dụ như BMW để có 800 nhưng em phải chốt mất rồi. Innova 2016 trở lên em tạm hết nhá. Anh Đoàn Công Thuyết ơi, nếu như anh quan tâm về 800, ví dụ như Santa Fe này, hay những dòng xe mui trần BMW này, hay những dòng xe mẹp, thì em không có, nhưng mà chắc chắn là em sẽ tìm được cho anh một mẫu xe vừa đẹp vừa chất lượng. Nếu như mà anh tin tưởng thì em sẽ giới thiệu cho anh nhé. Vì hiện tại bên em là dòng xe bãi xe cỏ, nên là những dòng xe mà cao quá là em cũng không làm. Vì tệp khách hàng của em là toàn những bác hai vợ chồng trẻ này, kinh tế thu nhập thì cũng vừa phải thôi, hoặc đơn giản là chỉ muốn mua một chiếc xe tầm 5-600 triệu thôi. Nên nếu 800 triệu mà anh muốn mua xe thì cứ để lại số điện thoại nhé, em sẽ tư vấn giúp anh nhé. Còn đây là Innova đời 2012 đây. Innova đời 2012 xe gia đình chuẩn chỉ nhá, không chạy một ngày nào dịch vụ luôn. Quay từng con ốc cho các bác nhà mình nhìn này. Ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. 348 triệu máy số zin, sơn zin, cột kèo keo chỉ số gương kính là zin hết. Cam lùi có rồi, màn hình giải trí Android lớn rồi, ghế da màu da bò, ghế da là bác chủ đấy nâng cấp lên, ngồi cho nó đỡ bị nhẽo nhá. Vì xe đời 2012 đến 2022 cũng là 10 năm sử dụng. Giữ được máy zin, sơn zin, nội thất đẹp như thế này. Vô lăng không hề bóng này, không bóng, không mòn, còn rất là sần. Đây các bác nhìn này, màn hình Android cảm ứng nhá. Innova cũng giống như là Toyota Vios vậy. Nếu mà đòi hỏi về option quá là nhiều như cửa sổ trời, cửa sổ lốc là không có đâu. Nhưng mà sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, lành, bền thì không ai có thể vượt qua Toyota. Thứ nhất là Innova và thứ hai là Vios các bác nhá. Trần nỉ bọc ni lông sạch sẽ này, không cần phải hoa lá cành quá là nhiều đúng không ạ? Ba hàng điều hòa tương với ba hàng ghế mát lạnh luôn. Máy xăng 8 chỗ ngồi Innova đời 2012. Giá chào bán bao nhiêu? Giá chào bán là
348 triệu. Bao hồ sơ còn bớt còn thương lượng cho các bác nhà mình. Ok ạ. Anh chờ ra ơi. Innova 2012 em đang bán là 348 triệu nhá. Bác Bảo Nhi ơi, giá cái con nào giá bác ơi. Mazda 3215 hoặc là Tenna. Mazda 3215 em tạm hết, em có Mazda 3217 này. Tenna thì em mới bán xong rồi. Cruise 2013 em đang bán là 275 này. Để lại số điện thoại cho em anh Tô Ly Nguyễn ơi. Em có hai chiếc xe Chevrolet Cruise 2013 nhá, để lại số điện thoại. Em gửi hẳn luôn cả về hình ảnh video chi tiết nhá. Vì trên livestream em chỉ có thể nói giá về qua về giá thôi và một chút option thôi. Nhưng khi để lại số điện thoại em còn tư vấn cho các bác nhiệt tình hơn qua hình ảnh video em có review chi tiết nhá. Vừa rồi bác hỏi em về i10 một đầu. i10 một đầu đây thì em có i10 đời 2016 biển 14 nước sơn màu đỏ đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. i10 em có một đầu màu đỏ này, hai đầu màu trắng này. Rất là đẹp luôn, dòng xe quốc dân rồi, đi rất là lành. i10 2016 với động cơ trang bị 1.0. Màn hình Android cảm ứng có rồi. Sơn xi sạch đẹp, ghế lỉ zin. Ghế lỉ zin các bác nhá, không phải ghế da đâu, ghế lỉ zin. Em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 229 triệu có i10 bản thiếu một đầu nhá. Nhỏ gọn xinh xắn thôi, không đi rất là dễ luôn. Khi các bác là đi thì con này nó sẽ dễ đi hơn. Gì nhỉ? Anh Nguyễn Xuân Tiến ơi, Mitsubishi Galaxy à? Hay Granit? Granit à? Granit vừa rồi em mới nhận cọc cho anh ra trong Bình Thuận rồi anh ơi. Granit sáng nay là em thứ 103 của em Hương nhận cọc giao dịch ngày hôm nay rồi ạ. 5 chỗ tự động giá rẻ thì em có Morning chỉ trên 100 thôi hoặc gần hơn 200 một chút thôi, nhưng mà nó hơi ngắn. Em nhìn thấy anh cũng thích đi những dòng xe dài hơn đấy, thì anh tham khảo CDX nhé. Lacetti CDX số tự động giá chỉ từ 238-240. Con nào đẳng cấp hơn một chút thì lên tầm 258-265 triệu anh nhé. Tham khảo Lacetti CDX cho em ạ. Để lại số điện thoại em tư vấn cho nhé các bác ơi. Cho anh xem chiếc xe Innova 2012. Ok, 2012 với em có quay rồi. Giữ máy giúp em nào. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Avante nữa này. Em này cọc rồi, em này cọc từ hôm qua rồi. Avante đây. Em sẽ quay lại Innova 2012 xe gia đình cho các bác nhà mình nhìn nhá. Bán tải giữ cái máy cho em nhá, bán tải em nhiều lắm ạ. Innova 2012 với 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, màn hình Android cảm ứng biển thủ đô Hà Nội. Xe chuẩn gia đình, xin nhan trên hông. Nước sơn vẫn là zin luôn, máy số gầm bẹ zin hết. Nhìn xuống dưới gầm mà giật mình luôn, sau 2012 mà bác chủ giữ xe đẹp như vậy này. Ghế da bò cao cấp này là bác chủ cũng lên lại rồi, không phải em Hương lên đâu. Bác đấy thích đẹp mà. Đấy, lên ghế da để ngồi cho nó đỡ sạch sẽ, dễ vệ sinh này. Trần lỉ zin nhá, bọc ni lông, ba hàng điều hòa. Nhìn vô lăng và táp ly cánh cửa là biết là xe có khoan đục hay là dịch vụ không ngay các bác biết nhá. Màn hình Android cảm ứng này, nghe nhạc giải trí đi cực phê luôn. Máy xăng 8 chỗ ngồi và em đang bán là 348 triệu, còn thương lượng thêm 348 triệu, bác nào xem xe em vẫn còn bớt thêm và lộc cho các bác nhà mình. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. i10 tự động 2017, 2018 em có nhá. Em có 2018 này và 2016. Anh Trường An ơi giữ máy nào. Anh Tuyết Trần ơi, để lại số điện thoại cho em về Innova 2012 này. CX5 em tạm hết ạ. CX5 em tạm hết. Anh Nguyễn Ánh Tuất ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Đẩy view, đẩy like mạnh mẽ lên cho em nào. Một ngày đầu tận quá là năng lượng luôn ạ. Innova này đẹp đấy, bác chốt đi. Ok, Innova xe gia đình chuẩn chỉ luôn. Không chạy một ngày dịch vụ nào. Xe của chủ cây xăng bán lại cho em Lê Hương. 348 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm nhá. Bác nào thiện chí để lại số điện thoại em tư vấn là Innova 2012 nhá. Đời không quá cao và không quá thấp. Tầm tài chính trên 300. Mua Innova là quá chuẩn chỉ rồi. Không dòng xe 7 chỗ nào có thể vượt bật Innova về máy số. Ăn xăng tiết kiệm lành bền. Nếu như Xpander 1.5 nhiều bác đồn tai nhau rằng đi hơi yếu thì Innova 2.0 đi sẽ khỏe hơn và mức tiêu hao nhiên liệu cũng không quá là cao vì không có quá là nhiều option, chỉ có máy số ngon thôi và thêm một cái màn hình thôi ạ. Nhưng mà Innova thì không thể bỏ qua đâu nhé. Còn em còn có Cruise nữa này. Cruise đời 2011 biển thủ đô Hà Nội, em đang bán chiếc Cruise này với giá là 245 triệu. Phân khúc cỡ xe đây, có Chevrolet Cruise 2011, động cơ trang bị 1.6 và giá chào bán là 245 triệu. Em này thì cũng chưa lên màn hình. Bác nào thích màn hình là có màn hình luôn. Có màn hình luôn nhá, 245 triệu Chevrolet Cruise đây ạ.
Để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Những dòng xe như Kia Cerato em có này. Bán tải đây, một chiếc bán tải Coronado, nhưng điều đặc biệt là em này là số sàn nhá. Bán tải Coronado biển là bao nhiêu đây? Biển 14, nước sơn màu trắng đẹp. Dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV có thêm thùng phía sau. Các bác bảo nhau là bán tải đây ạ. Bán tải số sàn máy dầu. Số sàn máy dầu đời cao đỉnh luôn. Đời 2018 với động cơ trang bị 2.5. Máy dầu em đang bán chiếc bán tải với giá là 470 triệu ạ. Kia Las cái gì ạ? Luxury em không có nhá. Kia Luxury em tạm hết anh Trường An ơi. Còi đuôi 2010 số sàn em tạm hết. Cố lên một chút nữa đi, 2011 form nó sẽ đẹp hơn một chút nhá. Máy số cũng sẽ ngon hơn. Còi đuôi 2011 em đang bán là 245 triệu bao hồ sơ. Và còn bớt thêm, bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em nào. Chào 400 khách hàng thân yêu đang xem buổi báo giá của em ạ. Em không có thời gian chào hết các bác được. Nhưng cảm ơn các bác nhà mình rất là nhiều đã dành chút thời gian quý báu của mình trong cái đầu tuần này để ủng hộ em gái các bác nhé. 470 triệu có một chiếc bán tải này. Lên màn hình rồi, máy số zin. Bán tải thương hiệu Mỹ, đến từ nhà Chevrolet. Chevrolet Colorado các bác nhìn này. Dán hết phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Đấy, các bác thấy em ạ? Các bác thấy em chưa ạ? Dán hết phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Lên thùng thấp luôn, các bác về không cần phải làm thùng nữa. Máy số zin đẹp, một cầu máy dầu 2.5, 470 triệu đời 2018 đây nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn nào. Kết nối Zalo cho em đi ạ. À đúng rồi anh Minh Dung nhá, các bạn tập lái lên mua xe này xong chạy không may tay lái yếu có va quẹt, ok đúng rồi anh ạ. Những dòng xe tập lái khi mà mình mới lấy bằng, không phải là mình không có kinh tế để mình lấy xe 200-300, mà em nghĩ các bác nên mua những dòng xe vừa vừa tiền trước, tập lái đi cho tay chân mình nó nhuần nhuyễn đi, không may va quẹt đi vào cống mà một đó không được thì va một tí không sao, thì sức xác nó không đáng kể. Chứ nếu bây giờ mua một phát chiếc xe vài trăm triệu mới kính cong ra thì không may nó va quẹt rất là xót luôn. Em có những dòng xe đấy nhá. Và đây thì em còn có thêm một chiếc xe Ford Fiesta này. Ford Fiesta đời 2011. Hôm trước em về chiếc màu trắng thì chị gái hợp màu trắng đã chốt về bên Tứ Kỳ Hải Dương rồi. Ford Fiesta 2013 màu trắng về làm dâu Tứ Kỳ Hải Dương. Em còn Ford Fiesta 2011 với nước sơn màu đỏ đẹp đây. Máy số đại chất luôn. Dòng Ford các bác biết rồi, đi cực sướng luôn nhá. Xin nhan trên gương. Ford Fiesta phiên bản hatchback không hề bị ngắn hay bị cụt đâu ạ. Giá chào bán là 285 triệu. Với cái tầm tiền hơn 200 chưa đến 300, mua Ford Fiesta vừa nhỏ gọn vừa dễ đi nhá. Fiat 2010 trở lên thì em có nhá. Fiat 2010 trở lên em có 215 và 217 ạ. Anh ơi để lại số điện thoại cho em, anh có Thanh Tú nhá, để lại số điện thoại em tư vấn cho ạ. Và kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Innova thì em có từ 206, 207, 208, 210, 211, 212 và 215 nhá. Ford Fiesta 2013 số tự động đẹp lên màn hình Android rồi. Đề lỗ thông minh, điều hòa mát lạnh luôn. 5 chỗ ngồi phiên bản hatchback không hề bị cụt đuôi đâu nhá. Mông bo tròn không hề bị cụt đuôi đâu, biển 99 này. Ba mắt cảm biến va chạm phía sau. Có Ford Fiesta cho em ạ, 285 triệu còn thương lượng cho các bác nhà mình. Còn thương lượng thêm các bác ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Để lại số điện thoại em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Bên đây thì em còn có Kia, một chiếc xe máy dầu đây. Bán tải một chiếc xe 7 chỗ ngồi máy dầu đến từ thương hiệu Chevrolet này. Captiva máy dầu số tự động đời 2009 đây. Và em đang chào bán chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao này với giá là 315 triệu. 315 triệu Captiva đây ạ. Captiva đời 2009 nhé các bác nhé. Rất là hiếm khi về cáp máy dầu, như hôm nay có cáp máy dầu. Đã là cáp máy dầu rồi lại còn đẹp cơ các bác ạ. Thật sự rất là đẹp. Captiva này có ghế lái chỉnh điện này. Đây, ghế lái chỉnh điện, vô lăng thiết kế 4 chấu này. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo. Đầy đủ cho em là có gì nhỉ? Hỗ trợ trơn trượt, màn hình vô lăng thiết kế 4 chấu, gương kính thì auto cho em ạ. 7 chỗ ngồi máy dầu Captiva đời 2009, giá chào bán là 315 triệu. Động cơ trang bị 2.0 nhé. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi sa lông. Một em Captiva thương hiệu Mỹ đến từ thương hiệu Chevrolet đây. Có Captiva đây ạ. Captiva máy dầu 315 triệu bao hồ sơ. Và em Hương sẽ còn bớt thêm nếu các bác nào để lại số điện thoại nào. i10 bản thiếu em có anh Triệu Đình ơi. Innova 2008 giá bao nhiêu? Innova 2008 xem lại em đếm nhớ lại nào.
207. À, Innova em 208 em chốt rồi, anh 208 chốt rồi. Em còn 206, 235 triệu. 210, 275 triệu. 212, 348 triệu. 213 là 365 triệu. Và 215 là 418 triệu. Quan tâm Innova để lại số điện thoại em tư vấn nào. Y10 bản thiếu em có, không có 2020 nhưng em có 2018 nhé. Máy số zin xe gia đình màu trắng bản sedan 2 đầu. Bản thiếu nhưng mà bản 1.24 máy nhá. Anh Triệu Đình ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn là Y10 bản 1.2 màu trắng sedan 2 đầu. Tư nhân Hải Dương ạ. Đèn bi salon xin nhan trên gương. 7 chỗ ngồi gầm cao, số tự động máy dầu có Captiva. Đây rất là hiếm khi Captiva máy dầu. Captiva máy xăng thì em nhiều rồi nhưng Captiva máy dầu thì em ít lắm ạ. Còn nếu như muốn mua xe Y10 bản đủ số sàn thì em có Y10 2016 đây. Y10 đời 2016 số sàn động cơ trang bị 1.2 biển 98 Bắc Giang. Em đang chào bán chiếc xe Y10 này với giá là 295 triệu, nước sơn màu đen. Màu đen này là màu đen nguyên bản từ nhà máy nhé, không phải là sơn bị đổi màu đâu. Màu đen rất là hiếm với dòng Y10, nhưng đây là đen nguyên bản từ nhà máy ạ. 295 triệu, máy số zin xe gia đình. Bác nào quan tâm về Y10 bản đủ em có Y10 đây ạ. Anh Lê Tiến ơi, giữ máy giúp em một chút nhá. In Vios 2015 hơi sai một chút rồi, giữ máy giúp em nào. Vios 2015 em đang bán là 345 triệu, máy zin. Lên màn hình Android cảm ứng rồi, xe gia đình. Giữ máy giúp em nhé. Innova 2012 thì em mới về thêm một chiếc ở đây. Chiếc này thì là 350 triệu, màn hình bé này. Innova đời 2012 với động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Em có hai chiếc xe Innova. Bác nào thích nội thất màu sữa như này thì em có đây, 350 triệu. Còn xe tư nhân gia đình biển thủ đô Hà Nội là 348 triệu nhé. Vì là cùng là anh em làm trong cây xăng nên em mua được giá lộc hơn. Nên em để giá lộc hơn nhé các bác nhé. Không phải là vì sao rẻ hơn đâu, mà em mua được là vì anh em trong hội cây xăng chơi với nhau. Anh đấy để lại cho em lộc hơn thì em sẽ để lộc hơn ạ. Còn chiếc này là 350 triệu, cũng là đời 2012. Innova 2012 em Hương có hai chiếc này. Táp ly táp lô đẹp luôn, hai chiếc đều xuất sắc luôn ạ. Giữ máy nào các bác ơi, giữ máy nào, còn nhiều xe đẹp lắm ạ. Để lại số điện thoại cho em nào. Chevrolet cờ đuôi biển thủ đô Hà Nội 2011 đây. Bản phân khúc cỡ xe mà giá thì em chỉ có bao nhiêu nhỉ? 245 triệu ạ. Y10 2018 là 299 triệu anh ơi. Y10 2018 màu trắng 299 triệu. Xe gia đình. Hôm trước là không có màn hình Android cảm ứng đâu, nhưng em Lê Hương lắp thêm rồi. Xe nào mà về thì em không tính tiền màn hình đâu các bác nhé. Nhà có thợ xong em mua màn hình số lượng lớn. Bình thường các bác lắp thị trường nó rơi vào 6-7 triệu thì em Hương chỉ cần mất 4 triệu, hơn 4 triệu thôi là có màn hình cam lùi cho các bác rồi. Nên các bác yên tâm nhé. Đây ạ, Ford Fiesta thì làm dâu Tứ Kỳ Hải Dương rồi. Hôm qua cọc rồi nên em bỏ qua này. Còn bác nào đang quan tâm về Y10 đây. Xe 9 chỗ ạ, em chỉ có Innova 8 chỗ thôi chị ơi. À bạn anh ơi, bác Ngỗ Việt ơi, Innova em có 8 chỗ nhá, 9 chỗ em tạm hết, em không có những dòng xe đấy ạ. Y10 2018 em đang bán là 299 triệu, nước sơn màu trắng, biển tư nhân Hải Dương, xe gia đình, lên màn hình và cam lùi đầy đủ rồi, máy số zin form mới ạ. Anh Triệu Định ơi, để lại số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh video cho anh nhé. Gửi hình ảnh video chi tiết. Các bác phải ơi, phải để lại số điện thoại thì em tư vấn dễ hơn. Trên buổi live này em chỉ báo giá qua thôi. Còn các bác để lại số điện thoại thì em còn mở hết nắp cabo, chui xuống gầm, chụp ảnh nội thất, máy số trong ngoài, phần khoang cốp, từ máng nước như thế nào. Em quay chi tiết luôn một video dài từ 9 đến 10 phút, nó sẽ chi tiết hơn khi mà em báo giá trên livestream các bác nhé. Bác nào đang quan tâm về Y10 thì em có này. Y10 bản hatchback số tự động bản nhập ấn 1.2. Y10 tự động 1.2 em đang chào bán với giá là 342 triệu. 342 triệu Y10 số tự động. Lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí nhá, bản 1.2. Túi khí an toàn phanh ABS. Em này được sản xuất vào năm 2016 đây. Có Y10 số tự động cho các bác nhà mình. Bác nào thích Y10 nhỏ gọn, đi sướng lành bền thì không thể bỏ qua đâu. 2016 giá chào bán là 342 triệu. Hồ sơ em Hương lo cho các bác rồi. Lên các bác không cần phải lo hồ sơ nữa đâu. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ồ, còn từng đây xe nữa cơ, các bác nhìn này. Hãng còn từng đây xe chưa báo giá đây. Rất là nhiều mẫu xe luôn, các bác phải để lại số điện thoại các bác nhá. Thì em mới dễ dàng tư vấn được. Vios em có 2015 thì vừa rồi em có quay qua rồi. Em sẽ quay lại Vios 2017 đây, chưa quay đâu. Vios 2017 biển 18 Nam Định với nước sơn màu vàng cát. Đây là một trong cái màu nó còn, nếu mà dòng Vios thì màu vàng cát là hot nhất.
Trong cái bảng màu của xe Toyota Vios là màu vàng cát là màu hot nhất các bác nhé. Vios đời 2018 số sàn đời 2017 xin lỗi đời 2017 ạ. Vios đời 2017 số sàn động cơ trang bị 1.5, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. 2018 này thì em nó lên máy trắng rồi. Lên máy trắng rồi và giá chào bán là 368 triệu. 368 triệu. Anh Giang Nguyễn Chiến ơi em có đây ạ. Bán tải em có anh Hùng ơi. Số tự động Vios tạm hết ạ. Vios bên cạnh đây ạ. Các bác ơi để lại số điện thoại cho em nhá anh chị Nguyễn Chiến này. Có lắc xù lách xù không ạ? Lách xù em bán rồi, em chốt hết rồi. Tạm hết lách xù nhá. Bác nào quan tâm về Vios để lại số điện thoại và cùng em nói về một chút về xe này. Vios 2017 số sàn, giá chào bán là 368 triệu đời 2017 màu vàng cắt. Nên màn hình Android giải trí rồi. Nếu như các bác hỏi em là Hương ơi Vios này có chạy dịch vụ không? Thì em Hương cũng xin thưa rằng em này có chạy dịch vụ gia đình các bác nhé. Có chạy dịch vụ gia đình. Vì 98% Vios i10 là chạy dịch vụ. Nên là em này có đá đưa dịch vụ nên em sẽ nói luôn nhé. Có chạy dịch vụ gia đình. Kiếm thêm hộp sữa cho con. Đây là có Vios 2017 đây. Giá chỉ có 368 triệu thôi. Bác nào quan tâm Vios để lại số điện thoại nhé. Vios, em sẽ báo thật tình trạng của xe nhé. Nên các bác cứ yên tâm ạ. Xe nào có chạy dịch vụ thì em sẽ nói luôn là có chạy dịch vụ. Để các bác cân đối nhé. Vì Vios mà kén dịch vụ thì rất là khó. Có nhưng mà ít đúng không ạ? Nhưng mà chạy dịch vụ gia đình thỉnh thoảng mới thêm 1-2 cuốc để mua hộp sữa cho con thì chấp nhận được. Quan trọng là máy số những khu vực, cái khâu đầu vào để kiểm tra khi mà xe đứng ở đây để live stream cho các bác thì em đã kiểm tra hết rồi. Nên các bác cứ yên tâm nhé. Anh Tý Thành ơi, kết nối qua Zalo cho em. Anh Tý Thành ơi, inbox cho em ạ. Inbox qua Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh nhé. Để lại số điện thoại cho em anh Giang Nguyễn Chiến ơi. Vios tự động thì em đang có. Thực chất là không phải em đang có mà anh trai em đang đi đời 2020. Em bán hộ anh trai thôi, em không để ở đây. Nếu như anh quan tâm thì để lại số điện thoại nhé. Anh đấy mới mua xong 2020, màu vàng cát bản G, số tự động anh ấy mới mua. Nhưng mà lại thích dòng gầm cao 5 chỗ là nhờ em Hương, bảo em Hương là bán lại. Nên là nếu bác nào thích thì cái giá sẽ hơi cao một chút nhá. Thì em sẽ ấy cho Eco Sport đây. Niềm tự hào của em Lê Hương, nếu khu vực Hải Dương các bác toàn gọi em là vua Eco thôi. Vì không ở đâu nhiều Eco Sport nha em. Eco Sport đời 2016, số tự động xe gia đình. Lước sơn màu trắng biển 88. 88 Vĩnh Phúc này. Cụm đèn pha phía trước em này nguyên bản là đèn halogen. Nhưng bác chủ lại độ lên là bi salon. Đèn gầm cũng là đèn bi. Đời cao, giá hợp lý chỉ có thể là Eco thôi. 445 triệu for Eco Sport 2016. Động cơ trang bị 1.5, máy Eco bản Titanium cao cấp nhé. 8 túi khí an toàn, đề lộ khởi hành start top, điều hòa auto tự động, màn hình Android. Có cửa sổ trời sẽ là bản Titanium nhé. Còn nếu như không có cửa sổ trời là số sàn là sẽ là bản trên. Bản đấy sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đời cao các bác nhé, 2016 này lắp kệ bước chân lên xuống, sơn xi màu trắng đẹp. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon. Phía dưới bác chủ cũ còn cẩn thận bọc thêm một cái thảm da đẹp này. Trần lỉ zin bọc ly lông rồi. 445 triệu. Em về 4 chiếc Eco thì bán hết rồi. Chiếc này hôm lọ đi ăn cỗ không ở nhà. Nên là chưa bay đây, hôm nay mới về đây. Đi ăn cỗ ở trên Bắc Giang 4 ngày chưa về. Nên là về đồng đội đi hết rồi. Xanh đi rồi, đỏ đi rồi, cam đi rồi, trắng đi rồi. Còn em trắng này vừa mới về là đi ăn cỗ nên là vẫn còn ở đây. Ngày hôm nay và ngày hôm mai là mất thôi các bác ạ, là bay màu thôi. Eco 445 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt thêm lộc lá cho các bác nhà mình nhé. Rất là nhiều dòng xe gầm cao hợp lý luôn. Em là vua Eco rồi. Anh ơi, anh Nguyễn Chiến ơi, cứ inbox cho em. Ôi 1 giờ rồi các bác ơi. Giờ anh ra Trương Nguyễn bình luận em mới nhớ ra là đã 1 giờ rồi các bạn. Quá là cháy luôn các bạn đúng không ạ? Lắng như thế này mà live stream từ 11 rưỡi đến 1 giờ mà vẫn nói lưu loát như này. Ok, anh Giai Tý Thành nhá. Anh Chiến Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Giai Trung Nguyễn ơi, khổ thân em không. 1 giờ rồi mà vẫn không biết là 1 giờ luôn. I12 đầu em có anh Cường Ngọc Tráng ơi. Em có I12 đầu số sàn bản thiếu và bản đủ nhá. Bản thiếu thì cũng là 1.2 và bản đủ cũng là 1.2. Giá thì chưa đến 300 triệu đâu. Màu bạc, màu trắng, màu đỏ em đều có luôn. Xe cực chất luôn. Eco 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Tháng này em Hương đã phục vụ bà con nhà mình 104 chiếc xe rồi. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 rồi. Tức là chốt sổ rồi. Bán hàng vì đam mê thôi. Ngày hôm nay là đi xóa rồi các bác ạ.
bà con ủng hộ mình nhiều như vậy rồi phải đi xóa rồi. Nên hôm nay bác nào mà ưng mẫu xe nào cứ để lại số điện thoại cho em ạ. Em tư vấn vào việc luôn. Anh Nguyễn Chiến ơi, kết nối Zalo cho em nhé. Còn nếu như bác nào mà thích những dòng xe tự động mà giá rẻ thì em có này. Một chiếc xe Kia Morning biển 34 tư nhân Hải Dương. Em đang chào bán với giá là 155 triệu. Kia Morning đời 2006 bản nhập 1.0 số tự động. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Em này thì máy số thì rất là chất luôn. Nhưng mà nội thất của em này thì hơi kém vì nhà có con nhỏ mà. Xong là nó vẽ, em bé vẽ hết ra bút lông ra ghế. Nên là em cho để bọc lại nội thất nhá. Nhưng máy số này cực đẹp luôn. Kia Morning 155 triệu nước sơn màu đen quốc dân đây. 155 triệu có Kia Morning. Eco Sport, em là vua Eco rồi. Nên các bác cứ nhìn em, cứ gặp em là mua được Eco thôi. Eco Sport bản Titanium màu lông chuột, hay còn gọi sang hơn một chút là bản Titanium đây. 415 triệu biển 11. Xin nhan trên gương bản Titanium 2015 nhé. Em này thấp hơn em trắng một đời này. 415 triệu có Eco Sport bản Titanium. Vô lăng tích hợp các phím bấm này, cửa sổ trời này, túi khí an toàn này, có Eco đây, Eco màu lâu này. Eco màu đỏ kia thì hôm qua em bán rồi. Dừng giao dịch rồi, rút hồ sơ cho khách rồi nên các em dừng giao dịch rồi. Còn Eco em có cả màu đen nhá. Hiện tại bác nào quan tâm Eco em có trắng này, cam, có màu cam 2017 458 triệu nữa nhưng mà điên cỗ chưa về, điên cỗ từ hôm qua chưa về. Còn đây em có Eco màu đen, tư nhân một chủ biển Quảng Ninh, nước sơn màu đen. Em này cũng là bản Titanium các bác nhé, bản Titanium cao cấp nhất. Và giá chào bán là 418 triệu. 418 triệu ạ. Eco Sport 2015 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2016 này. Một chủ sử dụng từ mới nhé. 418 triệu ạ. Rất là nhiều những dòng xe như cả Kia Morning Van này. Bác nào quan tâm về bán tải siêu mini thì em có Kia Morning Van đây. Kia Morning Van biển 15 Hải Phòng. Em đang chào bán với giá là 235 triệu. Số tự động các bác nhé, không phải số sàn đâu. Bác nào mà mua cho vợ đưa đón con đi ra thì rất là ok luôn. Hyundai Elan em có nhé, để lại số điện thoại cho em ạ. Anh Tiến ơi, Vios tự động bản G2020 để lại số điện thoại nhé. Vì xe của anh trai em chứ không phải xe của em. Nên là em chỉ bán hộ thôi. Bán tải em có luôn ạ, có bán tải ạ. Ok, Sport 400 anh đấy, anh ơi 400 thì giá không bằng giá em nhập vào thì không được rồi. Bác Thùy Trang ơi, kết nối qua Zalo cho em nhé. Hyundai Eon màu đỏ, form dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, có 138 triệu thôi. Eco Sport tầm 400 anh chỉ có thể mua được 2015 thôi. Còn màu trắng 2016 là không thể mua được anh nhé. Em có màu lâu, em để cho anh 2015 ok không ạ? 2015 em sẽ để cho anh giá là 400 Eco Sport nhé. Còn màu trắng em chấp nhận rằng xe đẹp, em mua giá sẽ căng. Mua giá căng nhưng em vẫn quay lại. Dạ vâng ạ, em sẽ quay lại Eco và Ford nhé. Giá căng nhưng em vẫn cân đối thị trường làm sao không quá thị trường nhé. Kia Morning trắng, em Kia Morning này là biển van nhé. Em đang bán là 235 triệu. 235 triệu đời 2013, số tự động bản nhập đây. Anh KK Trần để lại số điện thoại cho em nào. Còn Kia Morning mà màu trắng này là cũng là số tự động bản nhập, xe 5 chỗ ngồi nhé. Xe 5 chỗ ngồi 2008 này, sản xuất 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Giá chỉ có 195 triệu thôi. 195 triệu nhưng mà xe 5 chỗ. 235 triệu nhưng mà xe 2 chỗ này. Còn Spark tập lái thì em có 2.10 110 triệu đây. À 98 triệu. 2.10 98 triệu đây. Để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Đây ạ, Eco Sport bản Titanium này em có 3 chiếc luôn. Innova 2009 em bán rồi, em còn Innova 2010 275 triệu ạ. Ok, anh Tạ Hữu Xuyền ơi, anh Lê Tiến ơi, kết nối Zalo cho em đi ạ. Kết nối Zalo cho em nhá. Em livestream quá 1 giờ thì phải 2 giờ em mới có thể tư vấn được nhá. Tại vì xuống live mới ăn cơm các bác ạ, vất vả lắm ạ. Hôm nay các bác ủng hộ em Hương nên em sẽ quay lại này. Eco em sẽ quay lại 3 chiếc xe Eco cho các bác nhà mình nhá. Eco Sport đời 2016 này. Mình hiện không ở Việt Nam nên không có số điện thoại. Nếu ok, ok anh ơi, em hôm trước còn bán cho một bác bên Nhật. Tất
cả giao dịch, giấy tờ, giấy mã, chất lượng em bao hết rồi. Em còn bán cho một anh ra bên Nhật mua tặng em gái mới vào đại học nhá. Mới vào đại học vẫn mua bình thường. Có người đến xem xe, đại diện đến lấy xe là em sẽ vào việc thôi. Quan trọng là mình có thiện chí ủng hộ em gái Lê Hương không thôi. Còn từ bên Nhật hay bên Hàn muốn mua xe cho người thân, hoặc muốn mua xe để một vài bữa nữa mình hết hợp đồng về, mình có xe đi ngay, trong khi xe vừa tài chính mà mình đang thích, thì em sẽ làm việc luôn. Chỉ cần anh cho người đến xem xe, đại diện đến xem xe là mình vào việc thôi anh nhé. Rất là đơn giản thôi ạ. Thời buổi 5.0 mà anh. Eco Sport màu trắng 5 chỗ ngồi gầm cao, bản Titanium cao cấp, số tự động 2016, động cơ trang bị 1.5, máy Eco siêu tiết kiệm. Nguyên bản của em nó sẽ là đèn halogen, nhưng bác chủ cũ đã độ lên là đèn bi salon nhá. 445 triệu, đời 2016. Bản Titanium có 6 túi, 8 túi khí an toàn. Một dàn lốp Michelin, xin nhan trên gương, cửa sổ trời. Cõng trên đằng sau mình một chiếc ba lô con cóc này. Đây chính là lốp dự phòng. Đặc trưng của Eco khi đi ngoài đường có và thêm một cái ba lô phía sau nhá, cõng trên lưng chiếc ba lô. Hai tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh. 445 triệu cho chiếc xe Eco Sport 2016 đây. Trên vô lăng có nghe gọi khẩu lệnh, túi khí an toàn, cột kèo chân, hai chân này, túi khí an toàn này, bên ghế phụ này, cột kèo các bên, 8 túi khí an toàn, đầy đủ túi khí an toàn cho các bác nhà mình. 445 triệu điều hòa auto nhá. 2015 thì sẽ rẻ hơn một chút này. 2015 là 415 triệu màu lâu biển 11. Nguyên bản của em nó đây. Nếu mà nguyên bản sẽ là đèn halogen như thế này, nhưng em màu trắng kia là bác chủ cũ độ lên nên nó là đèn bi salon nhá. Còn em này là 2015, 415 triệu, đèn halogen, cũng là bản titanium, điều hòa auto, vô lăng tích hợp phím bấm, túi khí an toàn đầy đủ cho em rồi. 415 triệu. Còn em màu đen kia là 2015, đăng ký 2016, 418 triệu, rất là hợp lý luôn. Anh ơi, cửa hàng bên em ạ. Cửa hàng bên em là địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác kết nối Zalo cho em nhé. Đây các bác nhìn này, mặt đường chính em, mặt đường to luôn. Mặt đường 62m, chân cầu Lộ Cương. Em nằm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương nhé. Các bác đến Hải Dương này, ngay khu vực vòng xuyến này, đằng sau cây xăng dầu 51 là gara ô tô nhà em đây rồi. Đi trên đường mặt đường 62m, thấy cái ô tô màu vàng phía xa xa kia, khi là ở đây bán ô tô thì là em các bác nhé. 30 triệu thì em không có ô tô 30 triệu nhá. Không có ô tô 30 triệu rồi các bác ơi. Anh Nguyễn Chiến ơi, không vào giá được anh nhá. Không vào giá được ạ. Em đã chấp nhận là xe đẹp, em phải nhập cao 400 triệu không bằng giá em nhập vào. Ngày hôm nay em đã chốt là cái tháng này, cuối tháng chốt sổ rồi. Nên là hôm nay bác nào mua xe nào thì giá nó cũng chỉ là cái giá gọi là giao lưu thôi, không ăn lãi đâu. 445 triệu bớt trực tiếp trên livestream anh nghe này. Bớt trực tiếp trên livestream cho anh Chiến 435 triệu bao hồ sơ. 435 triệu bao hồ sơ, nếu không vào việc thì hẹn bác chiếc khác nhé. Còn chiếc này không bán vào đấy được. Còn nếu như 400 triệu chốt chiếc này cho em, 400 triệu để chốt chiếc này. Còn chiếc kia là 435 triệu em bao hồ sơ. Còn chiếc này là 400 triệu anh Chiến nhé. Còn nhiều xe quá mà em không thể tải nổi nữa rồi, em mệt quá các bác ạ. Bán tải thì em có Corolla số tự động, Colorado số tự động và số sàn, Chi Tông nhá. Các bác ơi quan tâm về bán tải để lại số điện thoại cho em được không ạ? Captiva số sàn em cũng có, Captiva tự động em cũng có, máy dầu, máy xăng em đều có. Nhưng mà khả năng em phải giữ giọng thôi, không ngày mai em lại không lên live được mất các bác ạ. Em phải giữ giọng thôi, không ngày mai em lại không gào được mất. Hôm nay em chiến quá mạnh rồi. Ôi tá tơi rơi rụng ra luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán bên anh, à bên em. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Giá chỉ từ 58 triệu, Innova 8 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi. Những dòng xe máy xăng, máy dầu em đều có nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng nhà mình đã ủng hộ và xem hết buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay của em. Thật sự rất là cảm ơn luôn. Vì để mà em Hương nói được từ 11 rưỡi đến 1 giờ hơn như thế này là phải có sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình, tương tác cùng với em thì em mới nói được nhiều như vậy nhé. Nên là hôm nay em rất là cảm ơn luôn. Có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ở đây ạ. 11h30 ngày mai, 11h40 ngày mai em sẽ lại lên sóng và báo giá trực tiếp các mẫu xe mới về nhá. Anh Chiến ơi, trực tiếp trước trên 300 khách hàng em sẽ chốt cho anh Chiến chiếc xe Eco Sport 2016 với giá là 435 triệu em bao hồ sơ. Rất là ít khi em bớt nhiều như vậy các bác nhé. 435 triệu em bao hồ sơ cho anh. Nếu như mà ưng thì anh inbox qua Zalo cho em đi ạ. Cọc luôn, chất lượng xe, phạt nguội,
đâm xô thủy kích, em cam kết bằng cái tâm bán hàng của em luôn. Em đã bỏ ra gần 500 triệu để buôn xe thì không bao giờ buôn xe lỗi và xe ngập nước nhé. Dù miếng có to 8-90 triệu thì em cũng không làm, vì làm như thế là sẽ sập ngay các bác nhé. Nên các bác cứ yên tâm ạ. Địa chỉ bày bán bên em là địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng các bác nhà mình có thể đến xem xe trực tiếp bên em. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhà mình những mẫu xe chỉ từ 58 triệu. 58 triệu là có ô tô đi rồi ạ. Cho em hỏi biển 11. Dạ anh Văn Triều ơi, biển 11 là con nào nhỉ? EcoSport. EcoSport biển 11, 5 chỗ ngồi gầm cao, đời 2015. Em đang bán là 415 triệu. Nếu như anh muốn lăn bánh, trừ Hà Nội nhá, em không thể bao vào tên Hà Nội nếu như xe không phải biển Hà Nội nhá. Nếu như bao vào tên Hà Nội em không bao được. Còn nếu như anh muốn hỗ trợ em vào tên cho anh luôn để lăn bánh luôn, 415 triệu em Lê Hương sẽ bao vào tên luôn anh nhé. Bao vào tên luôn. EcoSport biển 11, 415 triệu, trừ Hà Nội và Sài Gòn em không bao vào tên được. Vì biển tỉnh mà về Hà Nội với Sài Gòn nó rơi vào 30 triệu cơ thì em không bao được. Nhưng nếu như mà để giao lưu thì 415 triệu em bao vào tên luôn. Các tỉnh thành khác là em bao được, trừ Hà Nội và Sài Gòn các bác nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn sẽ dễ hiểu hơn một chút ạ. Bán tải em có nhé. Giữ giọng lát ăn cơm ạ. Dạ ok anh ạ, em phải nghỉ thật rồi. Nếu như em gào như thế này là mai không nói được, là không live stream được rồi. Xin phép cả nhà em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Số hotline em ghi ở đây rồi, 0354602790. Các bác ơi quan tâm thì kết nối Zalo em tư vấn hỗ trợ nhá. Anh Chiến ơi, 435 triệu em bao hồ sơ cho anh. Còn nếu như anh muốn lăn bánh vào tên, 445 triệu trừ thủ đô Hà Nội và Sài Gòn, tỉnh nào em cũng bao vào tên cho anh. Ok chưa? Ok luôn nhá. Xin phép cả nhà là em dừng ở đây nhá. 11:30 ngày mai em đã lên sóng ạ. Anh Duy, anh Trần và anh Cao Thanh và các anh khác ơi, nếu như mà chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh giúp em nhá. Thà theo dõi thích trang của em để ngày mai em mà lên sóng này, ví dụ như mẫu xe nào mà hợp với túi tiền của mình, vừa với tài chính của mình, hoặc là muốn ủng hộ em hơn thì các bác ủng hộ em nhá. Đăng ký kênh giúp em được các bác ơi. Và em xin phép được dừng báo giá ở đây ạ. Chúc khách hàng nhà mình một tuần làm việc mới hiệu quả và năng lượng nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhà mình vào ngày mai. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.